chương 501, quy hồn, dịch, phẩy biên, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông những người có mặt ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ, chỉ có hô ngôn đạo nhân là giữ được vẻ chấn định tự nhiên. Bởi vì trước đó lão đã từng thấy hàn lập thi triển chân ngôn bảo luân, cho nên không quá kinh ngạc. Toàn thân hàn lập bao phủ kim quang, thân hình nhoáng một cái liền, từ trong cấm chế hình bàn cờ phóng ra xuất hiện ngay bên cạnh hai người phong thiên đô. Chân ngôn bảo luân làm cho động tác của phong thiên đô chạm chạp, sâu trong mắt lão hiện lên một tia hoảng sợ, trên người lão hiện ra một tầng hắc quang, chớp động cực kỳ chậm chạp, trong đó cuồn cuộn mãnh liệt một cỗ pháp tắc giam cầm cường đại, đánh thẳng vào gợn sóng màu vàng chung quanh, muốn tránh thoát khỏi ảnh hưởng. Ở bên cạnh, trên thân Tề Thiên Tiêu cũng hiện ra một tầng hôi quang cuồn cuộn, pháp tắc ăn mòn cũng từ trong đó tuôn ra, đánh thẳng vào khu vực gợn sóng màu vàng. Nhưng trong gợn sóng màu vàng đó tràn ngập lực lượng thời gian pháp tắc, vô cùng cường đại, vững như bàn thạch, mặc cho hai cỗ pháp tắc kia trùng kích vẫn không suy suyễn chút nào. Phong trưởng lão, Người đã thi triển hết tất cả chiêu thức rồi sao? Vậy bây giờ đến phiên ta. Hàn lập lạnh lùng nói, sau đó nhấc một tay, hời hợt vung lên. Hai đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra nhanh như điện, đúng là hai thanh tiểu kiếm màu xanh, tùy ý xẹt qua giữa kim quang. Linh quang mặt ngoài lóe lên một cái liền phá vỡ linh quang hộ thể của hai người, tiếp theo xuyên thủng mi tâm. Chỉ nghe phốc phốc, hai tiếng trầm đục, mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu lớn chừng hạt đào, nhưng không có chút máu nào chảy ra thân thể hai người vẫn di động chậm rãi theo quỹ tích lúc trước, nhưng thần thái trong mắt đã dần dần biết mất hầu như không còn. Thần sắc trên mặt hàn lập không đổi, tay kia nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ ánh sáng màu xanh lướt nhẹ qua thi thể hai người. Pháp khí chữ vật trên thân hai người cùng vài món tiên khí tùy thân, còn có hai cái nguyên anh, một màu đen, một màu xám, tất cả đều bị ánh sáng màu xanh cuốn ra, sau đó bị hắn thu lại một cách thuần thục. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn gợn sóng màu vàng chung quanh hơi chấn động một cái liền biến mất không thấy nữa gợn sóng màu vàng vừa biến mất lập tức mọi thứ xung quanh khôi phục bình thường bịch một tiếng thi thể phong thiên đô và tề thiên tiêu cùng rơi trên mặt đất sự tình liên tiếp tựa hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt nhưng lại giống như trải qua cực kỳ lâu trước đây khôn ngoan âm trầm không ai bị nổi phong thiên đô cùng tề thiên tiêu tông chủ một trong ba đại tông môn của bắc hàn tiên vực lại trở thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, nhao nhao hít sâu một hơi, dùng ánh mắt khó tin nhìn Hàn Lập, trong đó nhiều hơn là sự kiêng kỵ. Lần này, ngay cả hôn ngôn đạo nhân cũng khẽ giật mình, chật chật không dứt, sau đó một tia cười hiện lên trong mắt lão. Hàn Lập nhíu mày, liếc nhìn về phía những người đang đứng phía xa. Lần này hắn thể hiện ra thực lực chân chính, đã bị nhiều người nhìn thấy, chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi phiền toái. Nhưng mà lập tức hào khí trong lòng hắn tăng cao, nhớ lại những năm trước khi hắn mới tiến vào bắc hàn tiên vực bởi vì tu vi thấp kém thực lực nhỏ yếu cộng thêm bốn bề cường địch cho nên phải thật cẩn thận mọi cái không dám nới lỏng đề phòng nếu không sẽ dẫm lại vết xe đổ trước đó bây giờ hắn đã có tu vi kim tiên trung kỳ cộng với việc hiểu ra một tia lực lượng thời gian pháp tắc vì vậy không cần phải sợ hãi bất luận tu sĩ kim tiên nào với lại sau này khi ly khai minh hàn tiên phủ hắn cũng đã có những tính toán khác do vậy hắn không quá để trong lòng những người có mặt ở đây Cùng với việc biến mất của những gợn sóng màu vàng do chân ngôn bảo luân tỏa ra, kim đồng cũng khôi phục bình thường theo. Đại thúc, sao người lại giết lão cương thì cùng cưới tên độc nhãn long kia vậy, rõ ràng vừa rồi đã đồng ý để ta đích thân động thủ mà. Nhìn thấy thi thể của hai người phong thiên đô trên mặt đất, kim đồng bất mãn kêu lên. Vừa nãy ta đã cho người cơ hội, người không nắm lấy thì cũng đừng có trách ta. Hàn lập cười khổ một tiếng, không chờ kim đồng nói thêm gì nữa, vung tay áo lên, một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra cuốn nó no tính bay về chỗ rìa đại diện, nhưng thần sắc hắn khẽ động liền đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía lò đan xanh biếc, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Lò đan xanh biếc lại đung đưa lần nữa, phát ra âm thanh ù ù, bạch sắc hỏa diễm dưới đáy lò đan bùng phát cuồn cuộn, bùng lên gấp 10 lần, từ dưới đáy lò đan bốc lên cuồn cuộn không ngừng, bao trùm cả nửa thân lô. Một cỗ khí tức cực nóng không cách nào diễn tả bằng lời tỏa ra bốn phía xung quanh, nhiệt độ của toàn bộ đại điện bỗng nhiên tăng lên nhiều. Hư không cũng vặn vẹo có chút mông lung, mặt đất xung quanh lò đan cũng bị hòa tan từ từ. Tựa hồ những pho tượng sám trắng kia có chút sợ hãi những bạch sắc hỏa diễm này, nhao nhao lui về phía sau, cấm chế bàn cờ màu vàng lóe lên tán loạn rồi biến mất. Lúc này mọi người đều tránh xa phụ cận lò đan, pho tượng xám trắng cũng không tiếp tục lưu lại chỗ này, quay người bay trở lại đứng ở hai bên đại điện. Hàn Lập nhìn bạch sắc hỏa diễm, ánh mắt hơi lóe lên. Ở phía xa, những người khác thấy một màn như vậy, cũng chấn động, ánh mắt lại lần nữa tập trung trên lò đan xanh biếc kia. Chỉ thấy linh văn trên lò đan chớp động, tách ra đường đạo hào quang xanh biếc, nắp lò rung rung liên tục, từng đạo khí trụ màu trắng vừa thô vừa to toát ra, bắn về bốn phương tám hướng xung quanh, phát ra tiếng hí hí ý. ý, bén nhọn. Trong lò đan càng phát ra âm thanh như sấm rền, làm cho lòng người kinh sợ, nhưng thân lô rung động vài cái, liền ổn định lại. Ngay sau đó, trong lò đan vang lên một tiếng giống như chuông ngân, mỗi ba đầu ly long còn lại cũng hiện ra một mảnh ngũ thải hà quang vậy mà thành đan lần nữa ngoài kinh hỉ ra thì mọi người ở đây còn nghi hoặc không ít theo như kinh nghiệm của những lần trước sau mỗi lần thành đan cần phải đợi một đoạn thời gian thì lò đan xanh biếc này mới có thể cho ra lô đan tiếp theo lần này lại bất đồng vừa rồi ba khối thái ất đan ra lò chẳng bao lâu thì ba khối đan dược này đã luyện thành ngay sau đó mọi người nghĩ đến bạch sắc hỏa diễm dưới lò đan đột nhiên bùng phát lúc trước nội tâm liền thoải mái thời điểm luyện đan trong lò, nếu lửa đại thịnh, quả thực có thể làm ra tốc ngưng đan, nhưng mạo hiểm cũng rất lớn, nếu khống chế lửa không tốt thì kết cục chính là đan sẽ bị nổ bể. Lúc này, trong đại điện, linh khí trên không trung cuồn cuộn lần nữa, vô số kim vân hội tụ đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ba tia sáng trắng từ giữa vòng xoáy xạ xuống, hung hăng đánh lên đỉnh đại điện. Tia sáng màu trắng chói mắt lần nữa bao phủ lại toàn bộ đại điện, đại điện đung đưa u ù, từng đạo kim, quang hiện ra khắp nơi, ngăn cản đan kiếp màu bạc. Sau mấy hơi thở, cùng với một tiếng trầm đục vang lên trên bầu trời, những tia sáng trắng cũng tan vỡ phiêu tán, kim quang trong đại điện cũng biến mất theo. Những người khác lập tức bắn ra, bay vụt đến phụ cận lò đan, nhưng không có tới gần quá mức. Liên tục mấy lần đoạt đan, mọi người cũng rút ra một ít kinh nghiệm, phát hiện ra khoảng cách an toàn mà các khối lỗi sám trắng không đánh chúng khi xuất thủ. Không bao lâu, miệng ba đầu ly long trên lò đan xanh biếc mở ra, ngũ thải hà quang phóng ra càng thêm rực rỡ mỗi đầu phun ra một viên thái ất đan nhãn tình mọi người sáng lên thân hình nhao nhao phóng tới các màu linh vực xuất hiện lần nữa bao phủ toàn bộ đại điện tuy hàn lập đã cướp được hai viên thái ất đan nhưng loại vật chân quý này có càng nhiều càng tốt hắn đang chuẩn bị động thủ tranh đoạt vào thời khắc này đột nhiên một đạo hôi quang từ trên người hắn bay ra nhanh như điện bắn tới phía lò đan xanh biếc bên trong hôi quang là một cái lư hương to cỡ lòng bàn tay rõ ràng là cái dưỡng hồn lô kia. Vài đạo phù lục do hàn lập, dán trên đó không hiểu tại sao lại trở nên ảm đạm vô cùng, rõ ràng đã mất đi hiệu lực. Sắc mặt hàn lập biến đổi, một tay phất lên. Một cự trưởng màu vàng lăng không bay ra, năm ngón tay chụm lại, mãnh liệt chụp xuống, nhưng chỉ chụp được tàn ảnh hôi quang. Tốc độ của hôi quang nhanh đáng sợ, lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh lò đan, giống như thuấn di, tựa hồ không bị ảnh hưởng của các linh vực xung quanh đó chút nào. Hôi quang cuốn một cái nhanh như tia chớp, quấn lấy ba khối thái ất đan, sau đó tiếp tục bắn tới phía trước, sau một khắc đã xuất hiện trên không chỗ chiếc ghế màu vàng kia. Biến hóa liên tiếp nhanh như thiểm điện, những người khác còn chưa bay tới, nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc dừng lại. Phanh, một tiếng, dưỡng hồn lô nổ bể ra, tàn hồn của lão đạo cũng hiện ra. Hạc hạc, tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Tàn hồn nhìn thoáng qua hàn lập một cái, trong miệng cười một tiếng, sau đó chui vào trong cơ thể cỗ hoạt thi đang ngồi trên ghế ba khối thái ất đan cũng đồng thời bay vào trong miệng hoạt thi ẩm 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 mặt đất phụ cận chỗ ngồi vang lên ken két toát ra chín cột đá màu vàng cao hơn một xích từng đạo kim quang dâng lên từ những cột đá này trong nháy mắt hình thành một màn hào quang dày đặc màu vàng bao phủ chiếc ghế cùng cỗ hoạt thi vào bên trong trên màn hào quang chớp động từng đạo lưu quang màu vàng thoạt nhìn không thể phá vỡ trong màn hào quang trên thân hoạt thi hiện ra một tầng hôi quang chấn động không ngừng tuy rằng có cấm chế hào quang màu vàng ngăn cách nhưng mọi người vẫn cảm ứng được hoạt thi xuất hiện một tia tức giận. Vào lúc này, hai đạo nhân ảnh bay vụt tới, hạ xuống bên cạnh chiếc ghế, đúng là hai người nam lê tộc, trên mặt hai người lộ ra một tia hưng phấn. Kim ảnh chấp động, ba bộ khối lỗi màu vàng bên cạnh ghế ngồi nhoáng lên một cái, ngăn cản trước mặt hai người, một quyền oanh kích tới. Ba đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới hai người. Cút đi! Bà lão tóc bạc khẽ quát một tiếng, từng đạo to mỏng đỏ sậm bắn ra, có khoảng tám, chín đạo gì đó, cùng nhau ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một quang nhận màu đỏ, chém ngang sang bên. Một cỗ pháp tắc khổng lồ từ trên quang nhận lan ra, làm cho lòng người kinh sợ. Cỗ lực lượng pháp tắc này, ánh mắt hàn lập ngưng tụ nhìn quang nhận đỏ sậm. Chẳng hiểu tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng quỷ. Dị cùng uy năng của pháp tắc này không hề dưới pháp tắc thời gian. Đột nhiên tốc độ quang nhận đỏ sậm nhanh hơn, hóa thành một đạo quang ảnh đỏ sậm, mơ hồ vẽ một cái lên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng ba đạo lôi điện màu vàng run lên bạo liệt ra tiêu tán giữa không trung ba bộ khối lỗi cũng lay động một cái tiếp theo bị cắt đứt ngang hông hào quang linh văn trên thân cũng mất hết té trên mặt đất quang nhận đỏ sậm không ngừng chút nào hung hăng chảm lên màn hào quang màu vàng ầm ầm một tiếng vang thật lớn quanh màn hào quang màu vàng nổi lên một tầng gợn sóng nhộn nhạo lan ra bốn phía xung quanh cả tòa đại điện cũng chấn động theo run lên mãnh liệt một cái bất quá sau một khắc, màn hào quang màu vàng liền khôi phục bình tĩnh. Chương 502, xuất hiện. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông ánh mắt bà lão tóc bạc nhìn lướt, qua quang cháo màu vàng, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ không dễ nhận ra, gật đầu nhẹ. Lão giả thất tuần không nói gì thêm, ánh mắt không ngừng nhìn xuyên thấu qua quang cháo màu vàng, đảo qua thân thể hoạt thi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Lạc Thanh Hải lập lòe, thân hình gã bắn ra rơi trước quang cháo màu vàng. Lạc công chủ, Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt lão giả Thất Tuần khẽ biến, trầm giọng hỏi. Làm cái gì? Trong cỗ thi thể này chứa nhiều thái ất đan như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình? Lạc Thanh Hải cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, trên thân hiện ra ánh sáng màu xanh. Sắc mặt lão giả Thất Tuần biến đổi, trên thân lóe lên huyết quang, đang tính làm gì đó. Không sao. Bà lão tóc bạc đưa tay ngăn cản lão giả, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng lão giả thất tuần cho mày, cuối cùng vẫn không ra tay. Trên thân Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam giống như hỏa diễm, tản mát ra khí tức thái ất cảnh khổng lồ, một tay phất lên. Uỳnh uỳnh uỳnh, trước người gã lóe lên ánh sáng màu lam chói mắt, bóng trượng lam sắc hiện ra lần nữa, tản mát ra khí tức đáng sợ, đánh lên quang cháo màu vàng. Ầm ầm, toàn bộ đại điện thoáng mơ hồ một cái, quang cháo màu vàng run lên kịch liệt, sau đó lập tức khôi phục lại. Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút khó coi. Những người còn lại chứng kiến cảnh này, tất cả đều giật mình, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Trong đại điện khôi phục yên tĩnh lại, chỉ có chỗ bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô xanh biếc vẫn cuồn cuộn thanh âm thiêu đốt. Lệ đạo hữu, dưỡng hồn lô và đám tàn hồn kia, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hồ ngôn đạo nhân đi đến bên cạnh Hàn Lập, mở miệng hỏi. Hai người bà lão tóc bạc nghe vậy, thân thể hơi chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại hướng Hàn Lập đám người lạc thanh hải cũng nhao nhao nhìn về phía hàn lập hàn lập thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt hơi trầm ngâm nói giường hồn lô kia là ta phát hiện trong một di tích cấm chế thấy nó có chút đặc biệt liền mang theo không nghĩ tới bên trong vậy mà cất giấu một đám tàn hồn hắn nói vậy rõ ràng có chút không đúng sự thật hô ngôn đạo nhân chỉ a à. một tiếng không hỏi thêm nữa bà lão tóc bạc nhìn chằm chằm hàn lập ánh mắt lập lòe hiển nhiên không tin lời nói vừa rồi của hắn bất quá tựa hồ lão có chỗ cố kỵ cũng không mở miệng hỏi thêm lạc thanh hải nhìn quang cháo màu vàng chợt hừ lạnh một tiếng quay người đi xuống đám người thương lưu cung vội vàng nghênh đón gã tiếp theo mấy người mấp máy môi tựa hồ truyền âm nói chuyện gì đó hàn lập nhìn hoạt thi trong quang cháo màu vàng trong đầu cuồn cuộn vô số ý niệm đạo tàn hồn kia cùng cỗ hoạt thi này cuối cùng có quan hệ gì nó muốn mình mang nó đến chỗ bi cảnh này chẳng lẽ là vì tới chỗ này để tàn hồn quy nguyên thể còn có giao tam muốn luyện chế một quả hư nguyên đan vừa rồi lại đưa vào miệng hoạt thi kia chẳng lẽ nàng đã sớm biết nơi này có một bộ hoạt thi như vậy mục đích là gì các loại ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển đan vào thành một đoàn lộn tùng phèo hắn cười khổ một tiếng lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa những chuyện này có quan hệ với hắn không quá lớn mặc kệ thương lưu cung cũng tốt đám giao tam cũng được chỉ cần không trêu chọc hắn hắn cũng chẳng muốn nhàn sự đi quản quá nhiều việc mấu chốt chính là hôm nay thái ất đan đều đã ra lò hắn cũng đã được như nguyện chỗ này cho hắn một loại cảm giác không tốt chút nào nên hắn không muốn tiếp tục ở lại hàn lập đang tính quay người đột nhiên ngừng lại xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hoạt thi nhân trong quang cháo trong mắt hiện lên một tia dị sắc ngay vừa rồi tựa hồ ngón tay phải cỗ thi thể kia nhúc nhích một cái bất quá chỉ trong nháy mắt hắn cũng không xác định là có phải mình bị hoa mắt hay không lệ đạo hữu làm sao vậy hô ngôn đạo nhân thấy vậy truyền âm hỏi không có việc gì Hàn Lập nhìn qua những người khác, tựa hồ những người kia cũng không chú ý tới tình huống vừa rồi, lắc đầu nói ra. Thoạt nhìn bên trong điện này cũng không có bảo vật gì khác, không bằng chúng ta đi nơi khác tìm xem. Hồ ngôn đạo nhân không nghi ngờ gì, mở miệng nói. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía các cấm chế phía trên nóc đại điện. Đại điện kim đỉnh gia tăng thêm những cấm chế này, vậy mà có thể ngăn cản đan kiếp, hắn thân là đạo đan sư, tự nhiên có chút động tâm. Chỉ là vừa rồi hắn thi triển linh vực tra xét rõ ràng, Đại điện Kim đỉnh cùng cả tòa đại điện lại là một khối. Đại chiến vừa rồi kịch liệt vô cùng, nhưng toàn bộ bốn vách tường kim điện cũng không bị một vết nứt nhỏ, chắc chắn vô cùng. Nếu muốn dỡ nóc điện mang đi, căn bản không có khả năng. Đi xem đi. Trong lòng Hàn Lập có chút tiếc nuối thở dài, gật đầu nói. Chuyến này ngoại trừ Thái Ất Đan, hắn cũng không phải là không có thu hoạch nào khác, vừa rồi quan sát quá trình kim điện ngăn cản đan kiếp mấy lần, làm cho hắn có không ít cảm ngộ đối với các cấm chế huyền diệu trong điện nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn cũng có năng lực ngăn cản đan kiếp lại có vài phần tương tự với lực lượng cấm chế nơi đây đã ghi chép hết chưa tâm niệm hàn lập câu thông với giải đạo nhân trong cơ thể đều ghi chép hết rồi một chỗ trong cơ thể hắn tay giải đạo nhân cầm một quả ngọc giản màu trắng bên trong ngọc giản có một bộ đồ án cấm chế đúng là cấm chế các nơi trong đại điện cực kỳ rõ càng nguyên vẹn vậy tốt rồi trong mắt hàn lập hiện lên vẻ vui mừng cấm chế nơi đây huyền diệu lúc ly khai minh hàn tiên phủ hắn sẽ hào hào bế quan dốc lòng tìm hiểu một phen đem bộ cấm chế này hòa làm một thể với nguyên hợp ngũ cực sơn lúc đó chưa hẳn yếu hơn chỗ kim đỉnh này như vậy sẽ giúp ích không nhỏ với tương lai mình luyện chế đan dược nhất là đạo đan đúng lúc này chỗ đan lô xanh biếc lại truyền ra một hồi âm thanh lạ hàn lập quay đầu nhìn lại sắc mặt hơi đổi chỉ thấy chẳng biết lúc nào kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng nhảy tới trên đan lô xanh biếc kia há miệng lớn gặm lấy thân lô chẳng biết bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô đã thu nhỏ lại lúc nào, biến thành như lúc trước, đan lô hiện ra một tầng hào quang xanh biếc, muốn ngăn cản kim đồng lại, nhưng không có tác dụng. Không biết có phải do bạch sắc hỏa diễm kia đã thiêu hủy cấm chế phụ cận đan lô, hay không, mà đám khôi lôi sám trắng hai bên đại điện lại không nhúc nhích. Kim đồng, ngươi đang làm cái gì vậy? Thân hình hàn lập thoáng mơ hồ, bay đến bên cạnh đan lô xanh biếc. Nhìn đan lô đã bị gặm mất một góc, trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối bổn tiên nữ vừa mới bị giày vò một phen, nên rất là đói bụng, cần phải hào hào bồi bổ một phen. Vừa mới nãy nghe lời các ngươi chờ đan dược ra lò, đã nhịn rất lâu rồi. Kim đồng mở miệng lớn ăn đan lô, trong miệng nhồm nhòm nói nghe không rõ. Được. Rồi, bất quá giờ phút này không có thời gian để ngươi ăn từ từ. Hàn lập có chút bất đắc dĩ thở dài, vắt tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bọc lại toàn bộ đan lô. Lúc này dù đan lô huyền diệu vô song, cũng đã bị kim đồng cắn hỏng, có thể nói ván đã đóng thuyền, dù có trách cũng vô bổ, và lại hắn tự hỏi cũng không có bổn sự chữa trị vật ấy, chẳng bằng dứt khoát thành toàn cho Kim Đồng. Những người khác nhìn thoáng qua nơi này, rất nhanh đều rời ánh mắt đi. Thái Ất Đan đều đã ra lò, lúc này lò luyện đan dù là một kiện dị bảo xuất thế, nhưng đã bị tổn hại nghiêm trọng, tự nhiên giá trị suy giảm, không đáng bởi vậy mà đắc tội với một gã kim tiên, nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc. Hàn Lập phất tay lên, ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đan lô xanh biếc, nhấc lên, ầm ầm, lập tức cả tòa đại điện lắc lư một cái, đan lô hãm sâu trong lòng đất, giờ phút này thình lình bị hàn lập rút ra. Trung quanh đan lô lưu lại một ít cấm chế, chợt hiện hào quang, đều tan vỡ ra. Hàn lập vung tay lên, thu đan lô và cả kim đồng vào trong một cái túi đại linh thú không gian. Ngay lúc đan lô bay vào túi đại linh thú bên hông hắn, trong nháy mắt có một đoàn bóng trắng từ trong lò đan bắn ra, nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể hàn lập. Một chỗ trong cơ thể Hàn Lập, giải đạo nhân đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bạch quang lóe lên, một đoàn bạch diễm nóng bỏng hiện ra, lập tức giãn ra, hóa thành một bạch sắc hỏa diễm tiểu nhân, đúng là tiểu nhân tinh viêm. Bất quá so với lúc trước, tiểu nhân tinh viêm dài thêm không ít, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Điều trọng yếu chính là, giờ phút này toàn thân nó tản mát ra khí tức cường đại gấp mấy lần so với trước. Quanh người tiểu nhân tinh viêm cuồn cuộn bạch diễm, một cỗ sức nóng đáng sợ lan ra giải đạo nhân mở to mắt nhíu mày một cái cách xa tiểu nhân một khoảng tiểu nhân tinh viêm há miệng phun một cái một đoàn ngân quang sán lạn bắn ra rõ ràng là một quả thái ất đan bất quá đan này lại bất đồng với những viên đan vừa rồi phía trên viên đan có từng đường vân màu bạc tổ hợp cùng một chỗ mơ hồ hình thành hoa văn một đầu tam túc kim ô tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn không ít so với những viên thái ất đan khác tiểu nhân tinh viêm vung tay lên ném viên thái ất đan ra ngoài một cỗ chấn động hiện lên viên thái ất đan này tiêu thất vào trong hư không. Trong đại điện, sâu trong ánh mắt Hàn Lập hiện lên một tia vui mừng không dễ nhận thấy, quay người đi tới hướng mấy người hô ngôn đạo nhân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang đáp xuống, hào quang tản ra, hiển lộ ra hai bóng người. Một người trong đó có dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, người còn lại có dáng người thướt tha phong độ yểu điệu, chính là giám sát sứ thiên đình công thâu cửu, cùng phó cung chủ Bắc Hàn tiên cung tuyết oanh hai người tiến vào trong điện liền thấy bên trong là một mảnh hỗn loạn, mọi người ở đây cũng nhao nhao nhìn hai người mới vào. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. À. Trên mặt công thâu cửu lộ ra vẻ vui vẻ ấm áp, mở miệng nói. Thanh âm của y không lớn, lại vang lên ẩm ý trong đại điện, lại có vẻ muốn xông ra ngoài điện. Lúc mọi người thấy rõ bộ dáng công thâu cửu, đều khẽ giật mình. Tiếp theo ánh mắt rơi vào trên thân tuyết oanh, thần sắc mỗi người đều khác nhau, lông mày hàn lập trao lên. Hắn cảm thấy khí tức trên người công thâu cửu thâm trầm như biển, lại không cách nào nhìn thấu, trong lòng hiện ra một tia kiêng kỵ. Lông mày Lạc Thanh Hải tức thì cao lại, ánh mắt đảo qua dò xét trên, thân tuyết oanh lộ ra vài phần nghi hoặc. Ánh mắt công thâu cửu đảo qua từng người trong điện, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, xem ra hôm nay là ngày đại cát của ta, rõ ràng có thể duy nhất một lần gặp được nhiều phản nghịch luân hồi điện như vậy, hơn nữa cũng không phải tôm cá nhãi nhép bình thường, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi công thâu cửu vuốt vuốt bạch ngọc tỳ hưu trong tay, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, quanh thân y phóng thích ra một màn sáng gần như trong suốt, trong khoảnh khắc bao trọn cả kim điện lại. Chương 503, đã muộn. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông bị công thâu cửu phóng thích linh vực bao vây, nội tâm mọi người trong điện siết chặt, tranh thủ tra xét biến hóa cảnh vật chung quanh một phen. Hàn Lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, trên mũi kiếm có rất nhỏ điện mang nhảy lên, hắn phát hiện tầng linh vực hơi mờ kia dường như không tồn tại, hầu như không có bất kỳ chấn động nào, trong lòng càng cảm thấy bất an. Giám sát tiên sứ thiên đỉnh công thâu đại nhân giá lâm, bọn ngươi còn không nhanh tới thi lễ. Tuyết oanh tiến lên nửa bước, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường mọi người trong điện, cao giọng nói ra. Mọi người trong điện nghe được bốn chữ giám sát tiên sứ, thần sắc đều biến đổi. Danh hào này không chỉ có nghĩa người này có địa vị đặc biệt tại thiên đình, ngoài ra còn có ý nghĩa đối phương ít nhất là một gã ngọc tiên thái ất, cảnh sơ kỳ. Mấy người hung ngôn đạo nhân cùng vân nghe liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp đến cực điểm kim quang bao phủ chỗ ngồi trước mặt bà lão tóc bạc cùng lão giả thất tuần đều cho mày bộ dáng như lâm đại địch về phần hàn lập trong lòng càng siết chặt không khỏi nhớ tới lúc đối kháng minh trùng mẫu ở linh giới gặp được gã chân tiên hà khang tự xưng là một gã tuần tra sứ giả vâng mệnh giám sát tiên sứ cũng từ trong miệng gã đó hàn lập lần thứ nhất biết được luyện thần thuật bị liệt vào cấm thuật tại tiên giới bị giám sát tiên sứ cùng tuần tra sứ giả lùng bắt lạc thanh hải do dự liên tục sau đó thu hồi thần thông thuật pháp của mình, thần sắc hơi thu liễm, chậm rãi đi tới trước công thâu cửu, khom người thi lễ, nói: "Thương Lưu cung lạc thanh hải, ra mắt giám sát tiên sứ. Thương Lưu cung đại cung chủ, những năm này cũng làm cho Bắc Hàn Tiên cung thêm phiền hà không ít a." À. Lông mày công thâu cửu nhíu lại, vừa cười vừa nói: "Thương Lưu cung chúng ta một mực tuân theo luật định của Thiên Đình mà làm việc, cũng không nhiễm các loại tài định của Luân Hồi Điện. Nếu như tiên sứ phải xử lý sự tình Luân Hồi Điện ở chỗ này, Chúng ta không tiện tham dự, sẽ không ở đây làm vướng tay chân ngài." Lạc Thanh Hải dường như không để ý chút nào, thần sắc cung kính nói tiếp. Nói xong, gã liền gật đầu nhẹ với đám người nam kha mộng ở phía sau lưng, muốn dẫn bọn họ rời đi. Nhưng vào lúc này, màn sáng hơi mờ bao phủ bốn phía đột nhiên hiện lên một tia kim mang, toàn bộ linh vực tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc mãnh liệt. Lông mày Hàn Lập nhăn lại, lập tức cảm thấy thiên địa nguyên khí bốn phía tựa hồ cũng bị phong cấm như bị đóng băng rút cuộc cảm nhận được nửa điểm dấu vết lưu động tiên sứ đây là ý gì thần sắc lạc thanh hải khẽ biến mở miệng hỏi có một số việc còn chưa tìm ra nguyên nhân người nào cũng không được phép ly khai công thâu cửu chậm rãi nói lạc thanh hải lúc trước ngươi lửa gạt ta dẫn ta đến mảnh hồ nước vây khốn ta sau lại hợp tác với tặc tử luân hồi điện mưu hại cung chủ bắc hàn tiên cung tiêu tấn hàn chỉ sợ ngươi đã là người luân hồi điện rồi lúc này tuyết oanh bỗng nhiên mở miệng quát Lạc Thanh Hải nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, giải thích, ngươi nói oan uổng ta à, lúc trước ở hồ nước ta thấy ngươi bị nguy khốn, nhất thời không tìm ra phương pháp giải cứu, mới đi tìm tiêu cung chủ trở về cứu ngươi. Chưa từng nghĩ bên này có biến cố liên tục làm chậm trễ, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Về phần tiêu cung chủ, lạc mỗ có thể phát tâm thề, trên dưới thương lưu cung. Ta chưa bao giờ mảy may lãnh đạm, ý đồ mưu hại. Lại nói tiếp, chẳng lẽ tiêu cung chủ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lạc Mỗ một đường tìm đến tòa sơn cốc này, cũng không nhìn thấy thân ảnh lão nhân ra. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã giống như có thâm ý quét một vòng qua thân mọi người tại đây. "Ngươi, cái lão này." Trên mặt Tuyết oanh xinh đẹp hiện ra một tia tức giận, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa thì bị Công Thâu Cửu đưa tay cản lại. Những năm gần đây, Tiêu Tấn Hàn, một mực mưu đồ thống nhất tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn Tiên vực, thiên đình chúng ta đã thấy không tốt, đã nhiều lần khuyên nhủ hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn lại bảo thủ, không chịu nghe theo, lần này ném đi tính mạng, coi như là gieo gió gặt bão. Công Thâu Cửu liếc qua Lạc Thanh Hải, lạnh nhạt nói, "Cái gì? Tiêu cung chủ vẫn lạc? Không biết công Thâu tiên sứ?" Lạc Thanh Hải nghe được lời ấy, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, giống như là kinh hãi, đồng thời cũng có chút không rõ ý tứ trong lời nói của người trước mắt này. Nhưng ngay sau đó, Công Thâu Cửu lại chậm rãi nói, "Bất quá, thoạt nhìn tình hình hiện nay" ngược lại là trời đưa đất đẩy khiến hắn tạo ra một cơ hội tốt a, à, hặc thặc. Nương theo lời ấy là tiếng cười lớn vang lên, tất cả mọi người trong điện bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, thân thể mỗi người ở bốn phía tựa hồ bị một cỗ ma lực vô hình đè ép xuống, thần sắc nhao nhao đột biến. Vì vậy tất cả sắc quang mang trong điện, hoặc đỏ hoặc xanh, nhao nhao sáng lên, trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người phóng xuất ra linh vực của mình. Hàn Lập và đám người hôn ngôn đạo nhân hợp cùng một chỗ, bọn họ phóng thích linh vực tầng tầng chất chồng, nhào nhào khống chế lực lượng pháp tắc của mình ý đồ triệt tiêu cỗ lực lượng này kết quả lại là hiệu quả quá mức nhỏ bé đây là pháp tắc gì sao lại cổ quái như thế thái dương âu dương khuê sơn đã chảy ra mồ hôi lạnh nghi ngờ nói tựa hồ là khí chi pháp tắc nào đó hơn nữa người này vận dụng lực lượng pháp tắc vẫn còn trên đám phong thiên đô sắc mặt hô ngôn đạo nhân khó coi trầm ngâm nói hàn lập im lặng ý niệm trong đầu chuyển động nhanh chóng đã tính toán trốn khỏi nơi này như thế nào rồi nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất xem ra chính mình trước đây dự cảm không sai lần này quần tiên tụ hội ở minh hàn tiên phủ thế lực khắp nơi giao hội nhất là bắc hàn tiên cung gia nhập động tĩnh không nhỏ lại còn đưa tới đại nhân vật mà bản thân không trêu chọc nổi lấy tu vi kim tiên cảnh trung kỳ của hắn lúc này vận dụng thêm lực lượng thời gian pháp tắc tuy có thể hoành hành không ngại trong đám kim tiên cảnh nhưng đối mặt thái ất thì vẫn không cách nào địch nổi nói cho cùng bản thân lúc này muốn đi cũng đã muộn một đám kim tiên trong điện còn cảm thấy khó có thể tự kiềm chế, huống chi Nam Kha Mộng chỉ có vỏn vẹn tu vi chân tiên, tuy nàng ở trong linh vực Lạc Thanh Hải, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong tai không ngừng vang lên ù ù, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Khinh người quá đáng. Lạc Thanh Hải thấy ái đồ bên cạnh run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ, rốt cuộc cũng nổi giận, chỉ thấy hai tay gã chào trước người một cái, hư không chung quanh công thâu cửu phun ra ánh sáng màu lam, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy thật lớn, muốn nuốt sống y vào. Bên trong, vòng xoáy, một mảnh dài hẹp màu lam mơ hồ vạn vẹo như thân thể thủy long, không ngừng có rút lại trong phạm vi vòng xoáy, mang theo ma lực thiên quân đè ép tới chỗ y, như gậy ông đập lưng ông, muốn đè ép thân thể y thành phấn vụn. Nhưng mà, thân thể công thâu cửu giữa vòng xoáy tựa hồ cách một tầng tường khí không thể nhìn thấy, bất luận vòng xoáy đè ép như thế nào, cũng khó có thể tiến thêm, căn bản không cách nào công phá được. Lạc Thanh Hải tựa hồ đã sớm sở liệu việc này, một bên bàn tay không ngừng siết chặt, tăng thêm lực lượng vòng xoáy, một bên lại nhìn mấy người bạch diện thư sinh gật đầu nhẹ. Lúc trước gã cưỡng ép sử dụng lực lượng thái ất cảnh, tiêu hao thực sự quá lớn, bây giờ bất quá tạm thời vây khốn công thâu cửu, cũng là cố hết sức. Bốn người bạch diện thư sinh sớm đã hiểu ý, thân hình lóe lên, phân biệt bắn ra bốn phía chung quanh gã và nam kha mộng. Bàn tay bọn họ khẽ đảo, lần nữa lấy ra bốn lệnh bài phỉ thúy, một tay cầm lệnh bài, một tay bấm niệm pháp quyết. Theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên, trên lệnh bài phỉ thúy minh khắc đồ án hải thú cổ quái sáng rõ hào quang, từng cái bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, liên kết cùng một chỗ với nhau, hình thành một tòa đại trận tứ phương. Sắc mặt bốn người rất nhanh trở nên trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao thập phần khủng bố, mà cùng lúc đó, đại trận trên mặt đất cũng bắt đầu hiện ra các loại phù văn phức tạp đến cực điểm, bên trong chẳng những tràn đầy hơi nước, lại còn mơ hồ có chấn động không gian truyền đến. Tứ Hải Ngao Du đại trận. Trước kia nghe nói cần bố trí 4 tòa pháp trận tế biển mới có thể kích phát trận phát truyền tống đỉnh cấp không gian này. Hiện tại dựa vào 4 kiện pháp bảo liền có thể làm được rồi. Lạc Đại cung chủ quả nhiên thâm tàng bất lộ a. À. Một hồi tiếng nói ôn hòa từ giữa vòng xoáy truyền ra, mang theo vẻ tán thưởng. Thần sắc Lạc Thanh Hải khẽ biến, không có trả lời, hai tay không chỉ nắm trưởng, mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Công Thâu Cửu nói không sai, bốn người bạch diện thư sinh đang thi triển đúng là tứ hải ngao du đại trận, chẳng qua là pháp trận đơn giản hóa, uy năng tự nhiên không cách nào so với pháp trận nguyên bản, nhưng cũng đủ trợ giúp bọn gã thoát thân. Chỉ thấy phù văn trong trận pháp càng ngày càng sáng, từ trong truyền ra từng trận chấn động không gian, càng ngày càng mạnh. Mắt thấy đại trận chuẩn bị kích phát, đột nhiên vòng xoáy thủy long trượt phanh, một tiếng, nổ ra. Chỉ thấy bên ngoài thân công thâu cửu, bao phủ một tầng khí lưu màu trắng hỗn loạn vô cùng, nhưng chỉ cách thân thể y ba tắc mà thôi, lại như gió bạo gào thét không thôi, thậm chí chính giữa có tiếng sấm truyền đến, uy thế hết sức kinh người. Không phải ta đã nói, có một số việc còn chưa giải quyết, người nào cũng không được đi. Trên mặt y vẫn treo dáng tươi cười như trước, lại nhìn thấy được đám người thương lưu cung đang phát lạnh cả người. Dứt lời, y bỗng đưa ra phía trước một trưởng, rất nhanh lại biến thành quyền. Phanh 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 phanh, phanh bốn âm thanh vang lên, bốn lệnh bài được cầm trong tay mấy người bạch diện thư sinh liên tiếp bạo liệt ra biến thành bột mịn. Đại trận sắp phát động cũng theo đó vỡ vụn ầm ầm, biến thành lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam, tiêu tán ra. Trong miệng bốn người thúc dục trận pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngoại trừ Bạch Diện thư sinh cùng Hắc Tu lão giả còn có thể đứng thẳng, hai người còn lại trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. Hai, người Bạch Diện thư sinh vội vàng đảo cổ tay, mỗi người lấy ra một quả đan dược, nuốt vào. Bên trong linh vực công thâu cửu, thiên địa nguyên khí đình chỉ lưu động, linh khí ngoại giới không cách nào tiến vào, tất cả mọi người không thể thông qua hấp thụ thiên địa nguyên khí để khôi phục tiên linh lực cho nên chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược cùng sử dụng tiên nguyên thạch để hấp thu tiên linh lực y lướt qua lạc thanh hải trong mắt hiện lên một tia trào phúng cất bước đi tới hướng hàn lập bên này lúc y đến gần đám người thương lưu cung mọi người rõ ràng chứng kiến trong hư không xảy ra một hồi vạn vẹo bẻ ngoặt thân thể hai gã kim tiên thương lưu cung nằm có quắp dưới đất sụp đổ xuống phía dưới biến thành hai khối huyết nhục mơ hồ như bánh thịt chỉ thấy bên trong máu xương, hai tiểu nhân nguyên anh màu lam bay nhanh ra, vội vàng thất kinh bay về phía Lạc Thanh Hải. Còn chưa kịp bay ra hơn một trượng, đã bị một đạo khí lưu cuốn lấy, kéo vào trong tay áo công thâu cửu. Lạc Thanh Hải nhìn xem một màn này, thái dương nổi gân xanh, nhảy lên không thôi, nhưng cuối cùng chỉ co lại nắm đấm, cũng không có làm gì. Chương 504, hiệp lực. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông si ly tiểu, hô môn đạo nhân, giao tam. Án xưa của ba người các ngươi không ít, đặc biệt là ngươi, thân hình công thâu cửu đột nhiên đứng lại điểm danh từng người trong đám hô ngôn đạo nhân cuối cùng ngón tay cách không chỉ về hướng bà lão tóc bạc nhàn nhạt nói ra hô ngôn đạo nhân nghe vậy trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn về phía bà lão tóc bạc rất hiển nhiên lúc trước lão đã từng nghe qua danh hào giao tam nhưng cũng không biết bà lão tóc bạc này chính là người đó thần sắc giao tam ngưng lại hai mắt nhìn chằm chằm công thâu cửu cũng không lộ vẻ sợ hãi ngược lại lão giả thất tuần đứng bên cạnh nàng sắc mặt có chút thay đổi ánh mắt vân nghê rơi vào trên lưng hôn ngôn đạo nhân trong mắt hiện ra vẻ lo lắng có câu nói đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu chỉ là một cái minh hàn tiên phủ lại gom mấy người các ngươi cùng một chỗ tốt rất tốt phi thường tốt do đó ta đỡ phải tốn công đi nhiều nơi rồi công thâu cửu nói xong cười rạng rỡ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn chút công phu vừa nói xong lông mày y lơ đáng bỗng nhúc nhích ánh mắt lại rơi vào hoạt thi nhân trên chiếc ghế dựa lớn trong điện Hàn lập thoáng nhìn một màn này, trong nội tâm khẽ động, lập tức quát lớn, chư vị trong điện, chúng ta liên thủ chu sát tiêu tấn Hàn, đã triệt để đối lập cùng tiên cung. Vị đại nhân tiên sứ trước mắt này dùng linh vực phong tỏa đại điện, chính là có ý đồ tiêu diệt chúng ta. Lúc này nếu không đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng, chúng ta chỉ có một đường chết mà thôi. Thời điểm hắn nói những lời này, công thâu cửu cũng chuyển sự chú ý lên người hắn, chẳng qua là khóe miệng y nở nụ cười nhìn hắn, cũng không có mở miệng cắt ngang dường như người trong miệng hàn lập nói không có nửa điểm quan hệ cùng y bên kia lạc thanh hải nghe vậy liên tục cười khổ bị hàn lập kêu to như vậy tương đương nói gã liên thủ chu sát tiêu tấn hàn hết đường chối cãi thương lưu cung xem như triệt để buộc cùng một chỗ với những người này bất quá gã cũng không có tức giận bởi vì hàn lập nói đúng giám sát tiên sứ này đích thật mang tâm tư giết hết mọi người trong điện những người bọn gã chỉ có thể tạm thời đoàn kết cùng một chỗ đã như vậy gã cũng không có do dự lần này nếu may mắn không chết Trở lại Thương Lưu Cung sẽ triệt để đào hướng gia nhập Luân hồi Điện. Dù sao đối phương lôi kéo gã cũng không chỉ một hai lần. Mộng Nhi, trước ngươi ăn vật này vào, có thể giúp ngươi tạm thời chống đỡ linh vực. Chốc lát nữa vì sư sợ không thể chú ý đến ngươi được. Lạc Thanh Hải khẽ đảo tay, lấy ra một viên châu màu lam to trừng hạt long nhãn, đưa cho Nam Kha Mộng, nói ra. Dứt lời, gã lại bí mật truyền âm, dạy cho nàng một đoạn khẩu quyết bí thuật. Sư tôn, xin yên tâm, đồ nhi còn chịu đựng được. Sắc mặt Nam Kha Mộng trắng bệch, gật đầu nói, nàng tiếp nhận viên châu màu lam, cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm nhẹ, một tầng lam quang nhu hòa từ trong bụng nàng bay lên, tiếp theo hóa thành một màn sáng màu lam rộng hơn một trượng, bao phủ toàn thân nàng. Lập tức Nam Kha Mộng cảm giác mình bị một tầng lực lượng nhu hòa giống như biển cả bao bọc, quanh thân lập tức buông lỏng, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó biến mất không ít. Huyền Thiên Linh vực Hàn Lập nhìn thấy một màn này, trong nội tâm, hiểu rõ. Lạc Thanh Hải không tiếc sử dụng một kiện huyền thiên chi vật, trợ giúp Nam Kha Mộng tạm thời khởi động một mảnh ngụy linh vực, để chống đỡ linh vực công thâu cửu xâm nhập. Động tác này cũng đã nói lên gã đã quyết định tiếp nhận lời đề nghị của Hàn Lập. Nếu như Lạc Thanh Hải hiểu rõ quan hệ lợi hại lúc này, những người khác có thể tu luyện đến nay, như thế nào lại nghĩ không ra quan hệ lợi hại này. Vì vậy mọi người nhao nhao chuyển hướng, vây hai người giám sát tiên sứ cùng tuyết oanh vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Trước mặt công thâu tiên sứ giám lão sực như thế, chẳng lẽ muốn đối địch với Thiên Đình? Tuyết oanh quát to, nhưng thân hình lại không tự chủ nhích lại gần công thâu cửu, bị nhiều kim tiên nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy lo lắng. Xem ra chư vị muốn lấy nhiều thắng ít rồi, bất quá nếu nhân số đông mà hữu dụng, hà tất phải khổ tu? Đáng tiếc a, à, đáng tiếc, sau hôm nay, không biết Bắc Hàn tiên vực phải qua bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí a. À. Công thâu cửu lắc đầu, sử dụng giọng điệu trách trời thương dân nói ra. Dứt lời, cũng không thấy y có động tác gì, bên trong hư không chung quanh lập tức chuyển đến ô, ô, n, g một tiếng sắc nhọn. Tất cả mọi người trong điện lập tức cảm thấy mang nhĩ đau đớn một hồi, từng trận áp lực cường đại gấp mấy lần so với trước từ bốn phương tám hướng áp đến, khiến cho trong lòng mọi người đều siết chặt. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Lạc Thanh Hải đi đầu khẽ quát một tiếng, hai tay trước người bấm nhiệm pháp quyết, một viên lam quang lập tức từ đầu ngón tay sáng lên bay nhanh ra phóng đại lên, như sóng biển mênh mông tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Mọi người được màn sáng màu lam bao phủ, lập tức cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi vài phần. Hải chi pháp tắc, cũng coi như có chút thành tựu, tội của ngươi không nặng, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, thu làm tiên nô trăm vạn năm để trừng phạt nho nhỏ đấy. Ngươi vì sao lại ra tay? Công Thâu Cửu cảm nhận được tác dụng cỗ lực lượng này, vỗ tay tán thưởng một tiếng, tiếp theo lại lắc đầu. Đám người hôn ngôn đạo nhân thấy thế, trên người cũng nhao nhao sáng lên quang mang, một tầng tiếp theo một tầng màn sáng đặc biệt liên tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu hiển lộ uy lực, chẳng qua mục tiêu cũng chỉ có hai người công thâu cửu và tuyết oanh mà thôi. Bất quá, Hàn Lập vẫn không dùng thời gian linh vực, lúc trước luân phiên đại chiến, lực lượng thời gian pháp tắc của hắn tiêu hao không ít, lúc này đây tuy vẫn còn tồn dư, nhưng cũng thể tùy ý sử dụng đối mặt một gã thái ất ngọc tiên phải tính toán tỉ mỉ chi ly phải sử dụng mỗi một phần pháp tắc chi lực tại chỗ mấu chốt công thâu cửu bị ngọn lửa hải dương hoa ảnh bao gồm nhiều lĩnh vực bao phủ sắc mặt lại thủy chung không đổi chỉ thấy tay y vung lên sau lưng liền có hai đạo kim quang ngưng tụ từ trong nổi lên hai kim giáp khôi lỗi có khuôn mặt nghiêm túc tay cầm trường kích hai khôi lỗi vừa hiện lập tức tay cầm trường kích quét ngang phía trước kim quang trên người sáng rỡ lại tràn đầy chấn động pháp tắc kim thuộc tính, từ phía trên truyền ra cuồn cuộn, khí tức trên người chúng vậy mà đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đi đi. Trong miệng công thâu cửu khẽ quát một tiếng. Hai gã khôi lỗi lập tức cầm kích cất bước, phân biệt xông về Lạc Thanh Hải và đám người hô ngôn đạo nhân. Đại cung chủ, tên Kim, giáp khôi lỗi này giao cho chúng ta. Bạch diện thư sinh và hắc tu lão giả bẩm báo một tiếng, sau đó một người tế ra một huyền mộc thước màu đen, một người lấy ra một trường kiếm bạch kim, nghênh đón tên kim giáp khôi lỗi kia bên kia âu dương khuê sơn cùng vị đạo chủ đồng môn chủ động nghênh đón kim giáp khôi lỗi khác vân nghê thì chủ động đánh về phía tuyết oanh hồ ngôn đạo nhân liếc qua thân ảnh của nàng trong mắt hiện lên một tia lo lắng dù sao lúc trước vì cứu lão vân nghê cũng đã bị thương bất quá lúc này đây thực sự không cho phép lão phân tâm dù sao công thâu cửu kia có thể là một thái ất ngọc tiên thật sự cho dù hàn lập giao tam si tiểu cùng lạc thanh hải năm người bọn lão giao chiến chỉ sợ phần thắng vẫn là rất ít chư vị chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có ý niệm khác trong đầu hãy toàn lực ứng phó mới có một đường sinh cơ lúc này thanh âm hàn lập lần nữa vang lên trong đầu mọi người lệ đạo hữu thời gian pháp tắc chi lực bí hiểm muôn phần đến lúc mấu chốt còn cần ngươi tung ra nhiều phần lực lượng hơn lạc thanh hải ngưng trọng nói ra tại hạ sẽ dốc toàn lực mong rằng lạc đạo hữu cũng không nên ẩn giấu thực lực dù sao hải dương chi nộ đồng dạng cũng làm thần kinh quỷ sợ uy lực muôn phần đấy hà lập trả lời đó là tự nhiên lạc thanh hải có chút cứng giọng trả lời trong khi hai người nói chuyện công thâu cửu cũng đã động thủ chỉ thấy hai tay của y huy động đánh ra một đám pháp quyết phức tạp hư không sau lưng mấy người hàn lập đột nhiên có cỗ xương mù màu trắng sữa nồng đậm tuôn ra từ trong ngưng tụ huyễn hóa ra một đám bóng người xương trắng mọi người vừa thấy những bóng người này thần sắc nhao nhao kịch biến thì ra những bóng người xương trắng kia lại có hình dáng giống như đúc năm người bọn họ thoạt nhìn giống như là hình bóng của bọn họ mà càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là khí tức những bóng xương trắng này vậy mà đều tiếp cận với bọn họ chẳng lẽ đây là vực linh hô ngôn đạo nhân cho mày thì thào hỏi truyền thuyết nói linh vực tu đến cảnh giới hậu kỳ hóa linh bên trong vực có thể huyễn hóa ra vực linh cùng loại với vật còn sống có chút tính chất cùng loại với khôi lỗi và đạo binh uy năng có thể bằng với tu vi pháp tắc của chủ nhân có chút không giống. Nếu thật là vực linh sẽ không giống chúng ta như vậy, hơn phân nửa là năng lực pháp ác hiển hóa. Dù sao Lạc Thanh Hải kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra. Không chờ bọn họ đưa ra kết luận, những bóng xương trắng kia đã nhao nhao hành động, giết tới bọn họ. Hồ ngôn đạo nhân cầm trường kiếm trong tay dơ cao, từng sợi xích diễm quấn quanh, quay người bổ xuống bóng người xương trắng trước mặt. Chỉ thấy quanh thân bóng xương trắng kia sáng người xích quang, toàn thân dâng lên hỏa diễm rừng rực, trong tay cũng nhiều ra một trường kiếm hỏa diễm, quét ngang hướng lão. Một dọc một ngang, hai đạo trường tuyến hỏa diễm giao nhau trong hư không, phát ra oảnh một tiếng nổ đùng. Hỏa diễm đỏ thẩm nổ tung ầm ầm, dâng lên một mảnh tường cao hỏa diễm. Hồ ngôn đạo nhân cùng bóng người hỏa diễm đồng thời lọt vào tường cao hỏa diễm, mũi kiếm song phương lần nữa giao kích với nhau. Bên kia, Lạc Thanh Hải giao thủ cùng bóng người quanh thân đã chuyển thành hơi nước màu xanh, lại coi như không có thực thể, không ngừng dẫn động sóng nước màu lam, và chạm cùng thần thông thủy chi của Lạc Thanh Hải. Về phần hai người giao tam cùng si ly tiểu, đồng dạng cũng bị bóng người xương. Trắng dây dưa, nhất thời thoát ra không được. Trong tay hàn lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, cùng bóng người xương trắng tương tự mình đứng ở xa rằng co. Tâm tình bóng người kia dường như có chút tương tự với hắn, vậy mà cũng cẩn thận không có động thủ. Chẳng qua là cầm trong tay trường kiếm do sương mù màu trắng ngưng tụ thành, rằng có cùng hắn. Công thâu cửu đứng khoanh tay ở phía xa, vậy mà không có ý định tự mình động thủ, bộ dạng sống chết mặc bay thần sắc hàn lập ngưng lại trường kiếm trong tay run lên mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất thân hình bắn về phía trước thân ảnh ở giữa không chung đột nhiên biến mất tiếp theo trong nháy mắt hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bóng xương trắng mũi kiếm đâm nghiêng tới hướng lên trên đúng là hàn lập sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân tốc độ nhanh hơn thời gian của mình cho nên một kiếm này đâm ra thập phần đột ngột mắt thấy mũi kiếm muốn đâm trúng phần bụng nó bóng người xương trắng vậy mà cũng mơ hồ một hồi bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa ở giữa không trung để lại một đám tàn ảnh sương mù. Chẳng lẽ tên này cũng có thể gia tốc thời gian? Trong lòng Hàn Lập nhảy dựng mãnh liệt, thân hình lóe lên lần nữa không thấy. Thời điểm hắn một lần nữa rơi xuống đất, liền lập tức một kiếm quét ngang về phía sau lưng. Bóng người xương trắng kia quả nhiên nhắm mắt theo đuôi lơ lửng sau lưng hắn, đồng dạng huy kiếm đâm đến hắn. Chỉ nghe bong, một tiếng vang sắc nhọn, Hàn Lập bị một cỗ đại lực chấn động lùi lại mấy bước, bóng người xương trắng cũng đồng dạng trượt lui sau, trường kiếm trong tay tức thì bị đạo đạo thanh sắc kiếm khí quét sạch, trực tiếp tán loạn ra. Công thâu cửu đứng nơi xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi trao lại một cái, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú phía trên thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Chương 505, khí ảnh. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân, Tông Hàn Lập nhìn bóng người xương trắng có hình dáng tương tự mình, khẽ cao mày. Chỉ thấy ngay vị trí bàn tay bóng trắng kia, xương mù màu trắng cuồn cuộn nhẹ, bắt đầu chuyển động kéo dài ra, lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, cuối cùng là vật gì? Trong lòng Hàn Lập nghi hoặc, trong đôi mắt sáng lên lam sắc quang mang. Sau khi thần thông linh mục nhìn qua, có thể thấy toàn thân bóng trắng mông lung, trong cơ thể có một đoàn hào quang, căng rụt có tiết tấu. Trong cơ thể bóng trắng giao thủ cùng hô ngôn đạo nhân có quang đoàn màu đỏ hồng, cùng lạc thanh hải giao thủ là thân ảnh màu thủy lam, về phần Hàn Lập là thân ảnh có màu vàng kim nhạt. Trừ những điều đó ra, trên thân những bóng người kia cũng nhìn không ra điều gì khác thường, ngay lúc Hàn Lập do dự có nên gọi chân ngôn bảo luân ra hay không, lúc chân thực chi nhãn dò xét đến, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm có chút suy yếu. Thanh âm đó không ai khác, chính là Nam Kha Mộng. Trên thực tế, tất cả mọi người trong điện đều nghe thanh âm của nàng vang lên bên tai, trừ vị tiền bối, những bóng người xương trắng kia cũng không phải là thực thể, trong cơ thể nó đều chứa lực lượng pháp tắc, nhất nhất đối ứng cùng mỗi người. Trên đầu của nó có một sợi dây nhỏ màu trắng lấy mắt thường không thể nào thấy được tương liên với ngón tay của tên giám sát xứ kia, mà phía trong lòng của bọn nó, đồng dạng cũng có một đạo tương thông với hậu tâm của mọi người. Hàn Lập nghe được lời ấy, đầu hơi quay lại nhìn xuống ngón tay của công thâu cửu. Quả nhiên, nơi năm ngón tay trái y đều đang lay động không dễ phát giác, động tác kia giống như người múa rối ở thế tục đang biểu diễn. Hàn Lập một bên cẩn thận vung kiếm giao chiến cùng bóng người xương trắng, một bên lại đánh giá tình hình chiến đấu chung quanh, thình lình phát hiện bóng người giao chiến cùng hô ngôn đạo nhân có lực lượng hỏa diễm, mà bóng người giao chiến cùng Lạc Thanh Hải lại có lực lượng hải dương. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị đạo hữu, chớ để lãng phí khí lực giao thủ cùng những bóng người xương trắng này, tất cả bọn chúng đều do giám sát sứ thông qua khí chi pháp tắc tạo nên mấy cái bóng, như chúng ta, do đó hình dáng, khí tức bọn hắn giống chúng ta như đúc, chúng ta muốn diệt chúng tự nhiên không dễ. Hàn Lập truyền âm nhắc nhở. Mộng Nhi vừa rồi nhắc nhở, nên ta đã thông suốt điểm ấy, thế nhưng lực lượng pháp tắc những thứ này đều giống như chúng ta, làm thế nào mới có thể chiến thắng lạc thanh hải đáp lại chớ để lãng phí lực lượng pháp tắc những cái bóng xương trắng này có sợi dây liên kết với trên người chúng ta bọn hắn sử dụng lực lượng pháp tắc đúng là đánh cắp từ trên người chúng ta đấy hàn lập nói tiếp thì ra là thế trách không được lão phu cảm thấy lực lượng hỏa diễm trên thân lại tiêu hao cực nhanh tốc độ so với bình thường quả thực nhanh hơn gấp đôi hồ ngôn đạo nhân sợ hãi cả kinh vội truyền âm nói ra hắn muốn để cho chúng ta tự tiêu hao đợi đến lúc lực lượng pháp tắc khô kiệt thì là tử kỳ của chúng ta. Giao tam hóa thành lão phụ cũng truyền âm nói ra. Lệ đạo hữu nếu đã phát hiện vấn đề, vậy đã có phương pháp giải quyết chưa? Màu da toàn thân si li tiêu đã chuyển thành màu đỏ sậm, giống như đẫm máu, hỏi. Những bóng người xương trắng này cũng không có linh thức, thực sự không tự chủ hành động, mà là nhận sự điều khiển của giám sát sứ phát động. Công kích, dù sao bản chất của thuật này là dựa vào pháp tắc chi khí của hắn duy trì đấy chúng ta chỉ cần tạm thời ngừng sử dụng lực lượng pháp tắc, toàn lực công kích bản thể công thâu cửu, liền có thể phá giải cục diện trước mắt. Hàn Lập trầm ngâm trả lời. Tốt, thay vì chờ chết, không bằng đánh cược một lần với hắn. Hồ ngôn đạo nhân tỏ thái độ trước nhất. Liền theo đạo hữu đi. Ánh mắt Lạc Thanh Hải nhìn về phía nam kha mộng bên kia, gật đầu nhẹ, lúc này nói ra. Giao Tam và Silly Tiêu cũng trước sau tỏ vẻ đồng ý, năm người bàn kế định, sau đó bắt đầu hành động, hỏa diễm đỏ thẫm trên người hô ngôn đạo nhân tắt đi thân hình xoay tròn giữa không trung, như là vòi rồng bay vút lên, đâm thẳng vào bóng người xương trắng. Hỏa diễm đỏ thẫm trên thân bóng người cũng dập tắt đi, đồng dạng vọt tới hô ngôn đạo nhân. Cả hai đụng vào nhau ầm ầm ở giữa không trung, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hô ngôn đạo nhân bay ngược về, mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lướt về phía công thâu cửu bên kia. Hầu như cùng một thời gian, mấy người lạc thanh hải cũng đều thi triển thủ đoạn, nhao nhao thoát khỏi bóng người trước mắt, từ nhiều góc độ khác nhau bay vút lên, đồng dạng thẳng đến công thâu cửu công thâu cửu thấy thế lông mày nhíu lại trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn khí ảnh thuật của ta bị phát hiện rồi xem ra có chút xem thường các ngươi bất quá vậy thì thế nào y than nhẹ một tiếng vừa cười vừa nói vừa dứt lời tay trái y mãnh liệt co lại trong hư không lập tức có tiếng nổ lớn chỉ thấy những bóng người xương trắng kia lập tức bị một cỗ đại lực giật trở về hầu như trong nháy mắt liền chắn trước người đám hô ngôn đạo nhân cho rằng không sử dụng lực lượng pháp tắc thì sẽ khác sao các ngươi vẫn như cũ không có chút phần thắng công thâu cửu hơi có ý vị mèo vườn chuột trêu tức mở miệng nói ra nhưng vào lúc này hư không phía sau lưng y bỗng nhiên có màu vàng rung động nhộn nhạo thân ảnh hàn lập bỗng nhiên thoáng hiện thanh trúc phong vân kiếm trong tay quét ngang ra chém tới phía trước mắt thấy mũi kiếm màu xanh lóe lên tia điện màu vàng sẽ bổ vào phần eo y đột nhiên thân ảnh công thâu cửu lóe lên bạch quang biến mất không thấy mà xuất hiện phía trước lại chuyển biến thành bóng người xương trắng hàn lập. Rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, y lại đổi vị trí của mình thành vị trí bóng người xương trắng. Xoẹt một tiếng vang, bóng xương trắng kia bị mũi kiếm quét trúng, lập tức bị điện quang của kiếm khí xé rách làm hai nửa, tán loạn ra. Trong hư không cách đó không xa, thân hình công thâu cửu hiện ra, chứng kiến một màn trước mắt, đồng tử cũng hơi co rụt lại, trên mặt nổi lên gân xanh, rốt cuộc đã chính thức nổi giận. Lực lượng thời gian pháp tắc, người họ lệ, lông mày y nhăn lại, nhìn về phía Hàn Lập, mở miệng hỏi. Hàn Lập không trả lời, nhưng trong lòng có chút tiếc hận, vừa rồi không thể một kích chém chúng. Nghe nói ra hỏa họ lệ trúc long đạo sát hại đào vũ, là nhi tử của đào trưởng lão, hắn còn tu luyện công pháp thời gian chân ngôn hóa luân kinh, sẽ không phải là ngươi chứ. Ngữ khí công thâu cửu càng lúc càng băng hàn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, tên kia là do ta giết đấy. Hàn lập nhách miệng cười cười, hào phóng thừa nhận. Hiện tại ngươi còn có thể cười, chờ ta mang ngươi về giao cho đào trưởng lão, lúc đó xem ngươi còn cười được không. Hắn am hiểu nhất là thủ đoạn rút ra tinh phách nguyên anh luyện chế anh hồn đăng, đến lúc đó, đem ngươi điểm lên bàn thờ linh vị đào vũ, ít nhất cũng có thể thiêu đốt 10 vạn năm. Tư vị kia, nói thế nào đây? Nếu như vậy, ngươi càng hy vọng bị luyện thành một quả kim hồn đan hơn. Công thâu cửu thay đổi vẻ mặt ôn hòa trước đây, nét vui vẻ trên mặt trở nên hung ác nham hiểm, thấp giọng nói ra. Tư vị kim hồn đan ngược lại ta đã thấy qua, cũng không biết Nguyên Anh Ngọc Tiên có thể luyện thành đan gì. Tư vị sẽ như thế nào? Thần sắc Hàn Lập không đổi, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn bước tới phía trước một bước, vung trường kiếm lên, chủ động tấn công công thâu cửu. Cuồng vọng, sắc mặt công thâu cửu bỗng nhiên trầm xuống, ngón tay trái khẽ động, tiếp tục khống chế bóng người xương trắng dây dưa cùng mấy người hô ngôn đạo nhân, tay phải chảo một cái vào hư không, một thanh trường kiếm rất nhỏ trắng muốt như ngọc xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trường kiếm đi qua, trong hư không tự hồ có đạo khí lưu mông lung tuôn ra hóa thành một đạo kiếm khí tiêm mỏng có thể so với phong nhận chém về phía hàn lập trong đôi mắt hàn lập có ánh sáng màu lam trầm tĩnh có thể thấy rõ quỹ tích những khí lưu phong nhận này cũng có thể cảm nhận được chấn động nó truyền qua trường kiếm trong tay hắn huy động liên tục từng tầng kiếm khí màu xanh như linh quang hộ thể bao phủ chung quanh hắn nhào nhào đón đỡ những mũi kiếm khí lưu kia cách ba thước trước người trong lòng hàn lập không khỏi có chút sợ hãi thán phục pháp tắc lực lượng có sự phân chia mạnh yếu, người vận dụng cũng vậy, mà người trước mắt này lại có thể vận dụng pháp tắc chi khí đến cảnh giới như thế, thật đúng là không phải những tu sĩ kim tiên như bọn hắn có thể so sánh được. Bởi vì bị linh vực công thâu cửu áp chế, Hàn Lập phí hết một phen công phu mới hiểm trở phá vỡ tầng tầng khí lưu mũi kiếm, kéo gần khoảng cách với công thâu cửu. Chỉ thấy một tay hắn kết kiếm quyết, trường kiếm trong tay khẽ múa giữa không trung, lập tức tầng tầng ánh sáng kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành kiếm ảnh, như hoa sen ngưng tụ nở rộ, tiếp theo lại như trận bão bắn nhanh về phía công thâu cửu lông mày công thâu cửu co lại giơ ngang kiếm trước người cổ tay khẽ đảo mũi kiếm đảo qua một cái như mặt quạt trước người một tầng tường khí màu trắng cực lớn đột nhiên sinh ra từ hư không bong 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 bên trong đại điện thanh âm bong bong không ngừng vang lên ánh sáng kiếm ảnh màu xanh nhao nhao đâm trúng tường khí màu trắng đâm sâu vào bức tường được ba tấc liền ngừng lại không tiến tới được xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi công thâu cửu thấy thế lại có vẻ thất vọng nói Quái miệng Hàn lập câu dẫn ra một vòng vui vẻ, đưa tay gẩy nhẹ lên thân thanh trúc phong vân kiếm một cái, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ánh sáng kiếm ảnh màu xanh đồng thời tăng vọt hào quang, nổ ra một cỗ sóng khí hỗn hợp hai màu xanh trắng cuồng bạo vô cùng lập tức căng ra thành một cái vòng tròn thật lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi sóng khí đi qua hư không chấn động không thôi, làm cả tòa đại điện đều rung mạnh theo. Ngay chỗ mái vòng kim điện, nguyên bản lấy lò đan phỉ thúy làm hạch tâm nhưng lò đan lại bị kim đồng ăn hết pháp trận minh khắc trong đại điện cũng bị phá hủy bây giờ dưới trùng kích của man lực trên mặt tường vậy mà mơ hồ hiện ra vết dạn khoảng cách giữa công thâu cửu và vị trí bạo tạc nổ tung là gần nhất thân hình y không nhịn được thang 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 lui về phía sau còn chưa kịp đứng vững thì phía sau y bỗng có một bóng người đỏ thẫm đánh tới tinh thần công thâu cửu ngưng tụ thân thể bỗng nhiên vặn vẹo theo một đường cong quỷ dị chăm chú nhìn lại đúng là hô ngôn đạo nhân đang cầm trường kiếm hỏa diễm chém xuống đầu y y lập tức nâng tay phải lên đưa trường kiếm rất nhỏ trong tay đón đỡ trường kiếm hỏa diễm của hô ngôn đạo nhân bong một tiếng kêu sắc nhọn xích diễm huy hoàng va chạm kịch liệt với khí lưu vô hình kiếm khí kích động ánh lửa bắn ra bốn phía ngay lúc mũi kiếm hai người tấn công trong nháy mắt dị biến phát sinh lần nữa chỉ thấy cái túi sau lưng hô ngôn đạo nhân cõng theo bỗng nhiên sáng đỏ lên một cái hồ lô đỏ thắm đột nhiên bay nhanh ra dừng trên đầu hai người công thâu cửu miệng hồ lô hướng xuống dưới mặt ngoài hồ lô lập lòe bất định phù văn cổ triện, toàn thân ánh đỏ thông thấu, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực. Cái này là Trong lòng Hàn Lập khẽ động, lẩm bẩm nói, không đợi hắn nói xong, ngay miệng hồ lô đỏ thẫm liền phát ra ba một tiếng vang nhỏ, mở ra. Chương 506, tội tình gì? Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông một tiếng long ngâm rõ to vang lên, trong khoảnh khắc vang dội cả tòa đại điện. Chỉ thấy một con trúc long, màu đen trắng kiện vô cùng từ trong miệng hồ lô đỏ thẫm sông ra, toàn thân quấn quanh liệt diễm màu đen, dương miệng máu dữ tợn cắn tới công thâu cửu. Bách Lý đạo chủ, Lạc Thanh Hải thấy thế cả kinh, nhịn không được kêu lên. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng lập tức hiểu ra, Hồ ngôn đạo nhân trăm phương ngàn kế nhờ hắn tương trợ để đoạt một quả thái ất đan, hơn phân nửa không phải vì bản thân, mà là vì cứu vớt thân thể Bách Lý Viêm mà lão một mực mang trên lưng. Ngày xưa Tiêu Tấn Hàn một tay chủ hoạch, thời điểm đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo là Bách Lý Viêm xuất quan giảng đạo, tông môn đã xảy ra chuyện nội loạn đại quy mô. Kim Tiên đạo chủ Âu Dương Khuê Sơn phối hợp với Bắc Hàn Tiên Cung, nội ứng ngoại hợp vây công Bách Lý Viêm, không chỉ khiến cho lão khổ tâm chuẩn bị đến vạn năm, sắp trùng kích thái ất cảnh phá sản, đồng thời đánh cho trọng thương mà chạy. May mà Hồng Ngôn đạo nhân cũng thoát khỏi Bắc Hàn Tiên Cung đuổi giết, ly khai Trúc Long Đạo, về sau lại tìm được Bách Lý Viêm, lại nghĩ cách mang lão trên người, mục đích dĩ nhiên chính là thái ất đan bên trong minh hàn tiên cung rồi chỉ là tại sao hô ngôn đạo nhân lại sớm biết rõ bên trong tiên phủ sẽ có loại bảo vật thái ất đan này từ lúc bách lý viêm biến thành trúc long với miệng máu chống đỡ công thâu cửu hô ngôn đạo nhân cũng đã lui ra chỉ thấy trúc long màu đen mở miệng lớn phun ra hắc diễm cuồn cuộn thoáng cái nuốt sống công thâu cửu vào những người đang giao chiến với những bóng người xương trắng lập tức phát hiện những bóng trắng kia tựa hồ tạm thời thoát ly sự khống chế của công thâu cửu, trong nháy mắt động tác trở nên chậm lại. Cho nên bọn họ nhao nhao ra tay, rất nhanh đánh tan toàn bộ. Chờ những bóng người xương trắng biến mất, thân hình mọi người lại chớp liên tục, đều vây quanh phía bên này. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, miệng khổng lồ trúc long thu lại, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng cỡ tiểu xà, áng giữ trên hồ lô đỏ thẫm. Thái ất đan mặc dù có thể trợ giúp ta khôi phục, thanh trừ nghiệp hỏa trong cơ thể ta, nhưng dù sao cũng cần có thời gian luyện hóa từng điểm mới được hôm nay ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi như vậy trúc long mở miệng nói tiếng người rất nhanh nói ra không sao trước ngươi tạm thời tĩnh dưỡng chờ trễ nãi chuyện chữa thương hồ ngôn đạo nhân lập tức nói thân hình bách lý viêm lập tức bò vào miệng hồ lô rơi thẳng vào trong đó hồ ngôn đạo nhân thấy thế lập tức thu hồi hồ lô đỏ thẫm đeo lại bên hông lần này y đến và đi thật sự quá nhanh thế cho nên mấy người lạc thanh hải có chút không kịp phản ứng bất quá y cũng đã giúp bọn họ đại ân chẳng những để cho bọn họ thoát khỏi những cái bóng dây dưa còn khốn trụ được công thâu cửu chư vị mau mau thi triển thủ đoạn luyện hóa thân thể công thâu cửu lại giam cầm nguyên anh của hắn thần sắc lạc thanh hải ngưng trọng nói mọi người tự nhiên cũng hiểu rõ lợi hại trong đó nhao nhao tay kết pháp quyết thi pháp về hướng hắc diễm chưa kịp tản đi chỉ thấy xích diễm ánh sáng màu lam kim điện tia máu theo năm phương hướng đồng thời dũng mãnh tiến vào trong hắc diễm lập tức đè ép ngọn lửa màu đen thành một viên cầu hỏa diễm lớn hơn một trượng tất cả các loại sức mạnh hòa nhập vào trong đó, luyện hóa công thâu cửu. Hai mắt, Hàn Lập lóe ra lam sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào trong viên cầu hỏa diễm, thình lình hắn phát hiện bên ngoài thân công thâu cửu, còn che phủ một tầng rưỡi tường khí hình tròn trong suốt, ngăn cách hỏa diễm cùng các loại lực lượng pháp tắc ra ngoài. Hơn nữa, trên tường tầng khí hiện ra một tầng hào quang màu hồng, càng ngày càng sáng lên. Trong mắt mọi người, bao gồm cả Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng muốn né tránh, nhưng đã không kịp ầm một tiếng vang thật lớn. Một cổ sóng khí cùng bạo vô cùng như bài sơn đảo hải áp tới bốn phương, cuốn lấy ngọn lửa màu đen cùng nhiều loại lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt trùng kích đánh bay mọi người chung quanh ra ngoài. Phanh phanh phanh, cung điện màu vàng óng đã lung lay sắp đổ, giờ phút này bị mấy người va chạm liên tiếp, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, sập xuống âm ầm. Mái vòm nổ tứ tán, phòng vách ngăn cũng sụp xuống thành một vùng phế tích. Còn không đợi mấy người đứng lên trong phế tích, thì thân hình công thâu cửu đã lóe lên thoát ra, ta vốn có lòng từ bi, muốn mời mấy vị đi tiên đỉnh sám hối trăm vạn năm, để biết lạc đường mà quay về. Xem ra chư vị không thể lĩnh hội ân tình của ta, vậy chớ trách ta vô tình. Công thâu cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Dứt lời, hai tay của y vung lên trước người, năm đạo huyễn quang màu sắc rực rỡ từ đầu ngón tay thoáng hiện, từ bên trong bay ra năm pháp bảo hình dáng như lông vũ loài chim, bay tới phía mấy người hàn lập. Hàn lập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trên lông vũ có hào quang mê huyễn, làm cho người nhìn không rõ lắm, phía trên truyền đến từng trận chấn động pháp tắc như có như không, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Cổ tay giao tam rung lên, một cái vòng bạc điêu khắc mật văn cổ sơ từ cổ tay nàng bay thấp xuống, xoay tròn ngăn trước người nàng, nở rộ mảng lớn ngân quang trói mắt. Hai tay Silly tiểu tức thì vẽ một vòng cung trước người, gọi ra một khối giáp bài màu vàng, kim quang lóe lên hóa thành một tấm thuẫn hình vuông vàng óng ánh, chắn trước người bên trong đại điện, từng tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Trường kiếm trong tay Hàn Lập trực tiếp bị đánh ra một độ cong khoa trương tới cực điểm, thân kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào ngực của hắn, đánh hắn bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào bên trong triền núi. Lạc Thanh Hải dùng một kiện pháp bảo ngọc phiến, bị Long Vũ trực tiếp đánh vỡ nát, đầu vai tức thì bị xuyên ra một lỗ máu thật lớn, toàn bộ cơ thể bay rất ra ngoài gần nghìn trượng, xuyên vào dưới mặt đất. Giao Tam Tế ra vòng tay màu bạc cũng bị nghiền nát, thân hình đồng dạng bay ngược ngã văng ra ngoài bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương. Về phần si ly tiểu, bị lông vũ kia đánh nát tấm thuẫn, quán xuyên đầu lâu, Nguyên Anh cũng bị công thầu cửu, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai thu vào trong tay áo. Hồ ngôn đạo nhân vừa rồi vì tìm kiếm hồ lô đỏ thẫm bị rớt xuống, phản ứng vốn chậm một nhịp, chờ lão phục hồi tinh thần lại thì lông vũ đã đến trước ngực cách lão ba thước, căn bản không cách nào tránh né. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh phóng đến nhanh như thiểm điện, lấy một loại tư thái khẳng khái giống như chịu chết chắn trước người của lão vân nghe trong miệng hô ngôn đạo nhân cùng âu dương khuê sơn đồng thời kinh hô một tiếng một người vội vàng kéo cánh tay của nàng ra người còn lại thì quanh thân nhuộm đỏ dùng bí thuật huyết độn đuổi theo cuối cùng trong nháy mắt lại lách mình chắn trước người vân nghe phốc một âm thanh vang lên lông vũ kia lóe ra ngũ thải hà quang phá vỡ mấy quang cháo hộ thể xuyên qua mi tâm âu dương khuê sơn trực tiếp quấn đầu lâu cùng thức hải của gã thành phấn vụn thân thể ba người bọn họ trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau, đồng thời chất chồng lên bay ngược ra ngoài, ngã rơi xuống đất. Khuôn mặt Vân Nghê tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền tranh thủ đỡ Âu Dương Khuê Sơn lên, lại phát hiện cặp mắt của gã đã mất đi thần thái, chỉ là khóe miệng còn treo một tia thỏa mãn vui vẻ. Hồ Ngôn đạo nhân thấy tình hình này, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Tội tình gì người lại làm vậy? Vân Nghê nhìn thoáng qua Hồ Ngôn đạo nhân, lại nhìn Âu Dương Khuê Sơn, đã bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ, giờ thì nhòe nước mắt. Tại Trúc Long Đạo, kỳ thật nàng biết Âu Dương Khuê Sơn sớm hơn một chút, hai người lại còn cùng xuống núi đi du lịch. Tâm ý của Âu Dương Khuê Sơn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ. Chỉ là chuyện tình cảm, chưa bao giờ phân thứ tự đến trước hay sau, chưa bao giờ là công bằng ngang nhau. Lúc này, một tiểu nhân nguyên anh, màu vàng lớn vài tấc bỗng nhiên từ đan điền Âu Dương Khuê Sơn bay ra, thoạt nhìn kim quang mặt ngoài ảm đạm, có vẻ đang hấp hối, duy có đôi mắt nhỏ không chớp nhìn Vân Nghê. Đáng giá không? Mắt Vân Nghê đỏ hồng, hỏi. Ta cả đời này, luôn theo khuôn phép cũ, truy cầu tiên đạo, mưu toan một ngày nào đó có thể tùy ý tùy tâm, mang theo tiên lữ ngao dù một phương tiên vực này. Tiếc là không làm gì được, tu vi càng cao, cản tay càng lớn. Hôm nay, cuối cùng có thể tùy tâm làm một lần rồi, có gì không đáng. Nguyên Anh Âu Dương Khuê Sơn nói ra đứt quãng. Tốt cho một câu tùy tâm làm. Âu Dương Khuê Sơn, người rất tốt. Yên tâm, ta sẽ giúp người phục sinh. Hô ngôn đạo nhân cười nói trở tay lấy ra một hộp gỗ tử đàn to cỡ lòng bàn tay. Âu Dương Khuê Sơn nhìn lão một cái, yên lặng bay vào trong hộp tử đàn. Lúc này, Hàn Lập đã từ triền núi bay trở về, rơi xuống bên cạnh hô ngôn đạo nhân. Hắn tự nhiên thấy được một màn lúc trước Âu Dương Khuê Sơn ngăn cản thay Vân Nghê, thần sắc trên mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng khẽ động, không khỏi coi trọng vài phần đối với Âu Dương Khuê Sơn. Giao tam liếc qua thi thể si ly tiểu, sau đó bay xẹt tới bên này, chỉ có Lạc Thanh Hải không còn động tĩnh, cũng không biết có phải đã mất đi thần thức ngất đi hay không. Không biết có phải do lúc trước vận dụng lông vũ kia tiêu hao quá lớn, hay là duyên cớ gì khác, lúc này sau một kích, công thâu cửu cũng không tiếp tục phát động công kích, mà đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì một mực không chịu sử dụng lực lượng pháp tắc thời gian, chẳng lẽ còn muốn giữ lại thực lực, mượn cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Thần sắc do tam bất thiện nhìn hàn lập, ngữ khí băng lãnh truyền âm nói. Ta có một đòn sát thủ một kích có thể giết chết người này, chỉ là lúc trước tiêu hao quá khổng lồ, cần bảo tồn lực lượng pháp tắc dùng cho lúc mấu chốt, bây giờ còn không phải lúc. Hàn Lập lắc đầu, trả lời, hy vọng lời ngươi nói không giả, lần này có thể chạy thoát, ta có thể cho ngươi một tầng sau công pháp luyện thần thuật. Mặt khác, bằng tu vi ngươi bây giờ, cũng đừng nên nghĩ có thể chạy thoát một gã tu sĩ thái ất cảnh đuổi giết. Khẩu khí của Giao Tam không chút biến hóa, lạnh lùng nói ra. Giao Tam đạo hữu cũng chớ có dấu nghề, trong khi nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý lướt qua bốn phía, chỉ thấy hai gã thương lưu cung mặt trắng bệch nhìn qua Hàn Lập. Mà, hai người đã giết chết một chấp kích khôi lỗi, nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đã không còn sức tái chiến. Tuyết Oanh lại không có ý định buông tha hai người, đuổi tới bọn họ. Nam Kha Mộng lúc trước cũng bị trùng kích bay ra ngoài, giờ phút này cũng không biết đã rơi vào nơi nào. Tên Kim Tiên đạo chủ Trúc Long đạo kia đã không còn Âu Dương Khuê Sơn hiệp trợ, bị chấp kích khôi lỗi đánh cho liên tục bại lui, chắc hẳn nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để bại trận. Hồ ngôn đạo hữu, hai người các ngươi đi trợ giúp vị đồng môn kia một tay đi, nơi đây để chúng ta ứng phó. Hàn lập bỗng nhiên mở miệng nói với hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe. Ngươi, hồ ngôn đạo nhân có chút ngoài ý muốn, trần chờ nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nhiều người cũng không ích lợi gì, muốn đối phó người này, chỉ sợ chỉ có thể đi nước cờ hiểm thôi. Hàn lập cười cười, nói ra, được rồi, dù sao tiểu tử ngươi cũng có nhiều môn đạo, là lão phu suy nghĩ không thấu. Chuyện lần này, nếu còn có cơ hội, nhất định mời ngươi uống một vò mộng xuân thu do lão phu mới điều chế. Hồ ngôn đạo nhân cũng không chần chừ nữa, cười nói, một lời đã định. Hàn Lập cười đáp ứng. Chương 507, muốn giết người nào? Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông, thái ất đan này cuối cùng có hiệu dụng như thế nào, xem bộ dạng bọn Lạc Thanh Hải đuổi theo như vịt chắc hẳn không đơn giản là đan dược chữa thương đỉnh giai nhỉ mắt thấy hô ngôn đạo nhân quay người hàn lập bỗng nhiên truyền âm hỏi thái ất đan tự nhiên không phải là đan dược chữa thương chính là cực phẩm linh đan mà tu sĩ kim tiên ước mơ tha thiết muốn mà không thể cầu hô ngôn đạo nhân giải thích kỳ danh là thái ất chẳng lẽ thật sự có quan hệ với việc tiến giai thái ất cảnh trong lòng hàn lập khẽ động nói ra không sai tác dụng mấu chốt nhất của thái ất đan chính là trợ giúp tu sĩ kim tiên đỉnh phong chống cự đệ ngũ suy chi kiếp. Hồ ngôn đạo nhân gật đầu nói, thì ra là thế. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trong lòng mừng thầm không thôi, tầm quan trọng của Thái Ất Đan đối với Kim Tiên, không khác gì Kim Hồn Đan đối với chân Tiên, chỗ chân quý chỉ có hơn chứ không kém. Mà cuối cùng hắn lấy được quả Thái Ất Đan kia, hiển nhiên là quả dược phẩm cao dai nhất trong cả lô đan, hiệu quả không cần nói cũng biết. Hồ ngôn đạo nhân thu hồi thi thể Âu Dương Khuê Sơn, cùng Vân Nghe Phi Độn về hướng bộ chấp kích khôi lỗi còn sót lại. Hàn Lập đứng thẳng người, dò xét trạng thái thân thể một chút, tay nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, liếc nhìn Giao Tam một cái, ý bảo nàng chuẩn bị động thủ. Vào thời khắc này, một tiếng nổ nặng nề từ trên ghế ngồi màu vàng truyền đến, cả tòa đại điện cũng rung theo. Đại điện tuy đã tan vỡ sụp xuống, nhưng chỗ ngồi đó vẫn không hư hao chút nào. Cỗ thi thể trên chỗ ngồi kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, toàn thân tản mát, ra hôi quang vô cùng nồng đậm màn hào quang màu vàng tựa hồ cảm ứng được gì đó, tản mát ra kim quang mãnh liệt, Vô số phủ văn màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay hiển hiện ra, nối thành một mảnh. Bất quá như vậy cũng không cách nào ngăn cản hôi quang. Từng đạo hôi quang chói mắt từ trong khe hở phủ văn phóng ra, chiếu xạ chung quanh thành một mảnh sương mù màu xám. Hạc hạc, hạc hạc. Một hồi tiếng cười to thoải mái đột nhiên từ trong màn hào quang màu vàng truyền ra. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng trong đầu đám người tại đây lại đau đớn một hồi, phảng phất có vô số cương châm nung đỏ đâm vào thần hồn mọi người tại đây kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thần hồn, thối lui về phía sau. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, thân hình đồng dạng bay vụt về phía sau. Công Thâu Cửu cũng cả kinh, không có truy kích mọi người, xoay chuyển ánh mắt nhìn lại hướng màn hào quang màu vàng. Bóng trắng lóe lên, thân hình Tuyết Oanh đã rơi vào bên cạnh Công Thâu Cửu, cũng thuận theo ánh mắt Công Thâu Cửu nhìn về phía màn hào quang màu vàng. Hôi quang cuồn cuộn bên trong màn hào quang màu vàng, chín đạo hôi quang giống như khói khí từ trong màn hào quang bắn ra, quấn quanh chín cây cột đá bên cạnh chỗ ngồi, nhẹ nhàng siết một cái. Lạch cạch một tiếng, chín cây cột đá thình lình bị cắt đứt một cách đơn giản. Màn hào quang màu vàng lập tức rung động lắc lư không thôi, mặt ngoài hiện ra từng vết dạn, sau đó phanh, một tiếng, vỡ vụn ra. Trong ánh sáng màu vàng đầy trời như mưa, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi trong hư không, quần áo trên người bay múa cuốn động, bồng bềnh như tiên, đúng là trung niên đạo sĩ trên chỗ ngồi kia. Khóe miệng người này cười mỉm, chắp tay đi, bao quanh thân là một tầng hôi quang nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn không khác gì tu sĩ bình thường. Chỗ đặc thù khác duy nhất chính là hai mắt chung. Niên đạo sĩ này có màu xám, trong mắt trắng không thấy đồng tử, hai con mắt mê mê man man, cực kỳ quỷ dị. Công thâu cửu thấy rõ dung mạo trung niên đạo sĩ, thần tình lập tức biến đổi, trong lúc kinh ngạc còn có một tia nghi hoặc. Công thâu thế bá, ngài nhận ra người này. Tuyết oanh ở một bên hỏi, thật không nghĩ tới nơi đây còn có một tên hôi tiên thật không uổng công tới đây một chuyến. Hai con ngươi công thâu cửu như lão ưng nhìn chằm chằm vào trung niên đạo sĩ, có vài phần ngưng trọng nói ra. Đám người Lạc Thanh Hải, hô ngôn đạo nhân nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Lạc Thanh Hải như thị xả hạt, không nói hai lời phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu lam như nước, bao trùm đám người thương lưu cung bay ngược ra xa. Gã kim tiên tóc trắng trúc long đạo cũng lập tức phi thân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với trung niên đạo sĩ. Hai người hô ngôn đạo nhân, vân nghề liếc nhìn nhau, cũng lui về sau một khoảng cách. Hàn Lập thấy mọi người phản ứng như vậy, trong lòng khẽ động, thân hình nhoáng một cái, cũng thối lui đến bên cạnh đám người hô ngôn đạo nhân, đồng thời truyền âm dò hỏi, hô ngôn đạo hữu, cuối cùng hôi tiên là như thế nào? Tuy tàn hồn lão đạo kia đã nói với hắn một ít sự tình, về hôi tiên cùng hôi giới, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ, xem phản ứng của mọi người lúc này, tựa hồ cực kỳ sợ hãi đối với hôi tiên. Lệ đạo hữu có chỗ không biết, Bắc Hàn Tiên Vực chúng ta kỳ thật tên gọi là Minh Hàn Tiên Vực, năm đó bởi vì một trận đại chiến diệt thế toàn bộ tiên vực một phân thành hai mới tạo thành tình huống hiện tại nguyên nhân trận đại chiến diệt thế kia chính là do hôi tiên xâm lấn hôi tiên là một loại tồn tại đối địch với tiên nhân về phần đến từ nơi nào thì không rõ nghe nói bọn hắn có thể thôn phệ tiên nhân trận đại chiến năm đó toàn bộ thế lực tông môn minh hàn tiên vực hợp lực cộng thêm một ít tiên vực khác tương trợ mới đánh lui những hôi tiên kia nhưng gần nửa tông môn của minh hàn tiên vực bị diệt rất nhiều tộc quần bị diệt sạch về sau không có nghe tin tức hôi tiên nữa. Hồ ngôn đạo nhân nhanh chóng nói ra. Sự tình lớn như thế, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Hàn lập nghe vậy trong lòng dùng mình, lại hỏi. Trận đại chiến năm đó, niên đại đã quá lâu, hơn nữa thiên đình một mực tận lực che giấu việc này. Vì vậy hiện tại toàn bộ Bắc Hàn tiên vực, cũng chỉ có các tông môn đứng đầu như Trúc Long Đạo, thường lưu cung mới có ghi chép một chút về trận đại chiến kia. Niên kỷ của ngươi không cao, thời gian vào tông lại ngắn, sự tình tuyệt mật bực này tự nhiên là không thể nào biết được hô ngôn đạo nhân tiếp tục nói hàn lập nghe vậy trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói tàn hồn lão đạo trước đây trong lòng nghiệm chứng một chút gật đầu nhẹ vào thời khắc này một đạo hào quang đỏ sậm bay vụt tới rơi vào bên cạnh trung niên đạo sĩ hiện ra thân ảnh giao tam hơi cúi đầu với trung niên đạo nhân chúc mừng mặc vũ chân nhân tái nhập tiên giới mắt thấy cảnh này đám người lạc thanh hải cả kinh không nghĩ tới, người luân hồi điện này cùng gã hôi tiên này vậy mà có quan hệ. Lúc này Hàn Lập nhìn về phía trung niên đạo sĩ, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần ngạc nhiên. Lúc trước hắn biết được từ tàn hồn lão đạo, luân hồi điện cấu kết cùng hôi tiên, cho nên giao tam có liên quan với hôi tiên lại không có kinh ngạc. Bất quá trước đây hắn bán tín bán nghi đối với lời nói của tàn hồn lão đạo, bây giờ không biết lão dùng thủ đoạn. Gì, cưỡng ép chiếm cứ cỗ hoạt thi này, mà cỗ hoạt thi này tự hồ chính là mặc vũ, năm đó mà chính miệng lão nói ra, căn cứ lời nói của tàn hồn lão đạo mặc vũ kia là tên gã thái ất hôi tiên dẫn phát hôi tiên xâm lấn bắc minh tiên vực nhưng lão đạo kia nói mặc vũ lại là một nữ đệ tử của minh hàn tiên quân nhưng người trước mắt này rõ ràng là một nam nhân đây là chuyện gì xảy ra ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động ánh mắt chớp động không thôi ngươi chính là mặc vũ năm đó nguyên lai like từ đó tới nay đều trốn ở minh hàn cung công thâu cửu nghe vậy sắc mặt đột nhiên trì trệ a à, thậm chí có người nhớ kỹ ta đúng rồi ngươi là người phương nào trung niên đạo sĩ không để ý chút nào tới công thâu cửu tựa hồ không nhìn thấy đối phương ánh mắt liếc nhìn giao tam hỏi luân hồi điện giao tam giao tam trả lời vừa dứt lời trên người nàng lập lòe ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân nhanh chóng biến hóa trong nháy mắt biến thành một nữ tử quần đỏ thướt tha chỉ là trên mặt nàng đeo một mặt nạ đầu rồng màu đỏ nhìn không thấy dung mạo giao tam lần này nhận ra ngươi rồi nói đi ngươi muốn giết người nào Ánh mắt Mặc Vũ quét một vòng, lập tức nói ra. Giao Tam nghe vậy, không có lên tiếng, ngón tay chỉ nhẹ về phía Công Thâu Cửu, sau đó lui qua một bên. Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại hướng Công Thâu Cửu, mỉm cười, cũng dừng lại trên thân Hàn Lập một chút. Tiểu Tử, không thấy một hồi mà ngươi đã chật vật như thế rồi, thật sự là phí công trà đạp chí tôn pháp tắc. Đợi bổn tọa trước trả nợ nhân tình, lại cùng ngươi tán gẫu. Mặc Vũ nhìn bộ dạng chật vật của Hàn Lập, cười hắc hắc nói. Những người còn lại nghe vậy đều nhìn về phía Hàn Lập, thần sắc hiện ra một tia khác thường. Lệ tiểu hữu, ngươi cùng gã hôi tiên này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hồ ngôn đạo nhân truyền âm hỏi. Nói ra rất dài dòng, ta và hắn là béo nước gặp nhau ở một chỗ trong cung điện, ta thuận tay mang ra ngoài thôi. Người này là địch hay là bạn, vẫn còn chưa biết được. Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng, truyền âm trả lời. Chẳng lẽ thật đúng là ngươi đã tiến vào nguyệt hoa điện trong truyền thuyết? Hồ ngôn đạo nhân mở chừng hai mắt hỏi bây giờ xem ra, tựa hồ là như vậy. Hàn Lập nói. Lúc này, ánh mắt Mạc Vũ lần nữa rơi vào trên thân công thâu cửu. Ta Mạc Vũ có ân tất báo, vậy xin lỗi vị thượng tiên này rồi. Xin hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Mạc Vũ nói ra, trong khẩu khí có điểm bất đắc dĩ. Hừ, bây giờ hồn phách ngươi vừa mới trở về vị trí cũ, cảnh giới bất ổn, muốn kéo dài thời gian khôi phục. Ngây thơ, công thâu cửu khẽ cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch khí cuồn cuộn trước người người thân ảnh màu trắng hiển hiện ra từng cái lớn gấp mấy lần so với trước bay về phía mặc vũ ai nha nha đúng là không tốt vậy mà bị ngươi nhìn ra chẳng lẽ người giám sát xứ đều trở nên thông minh như vậy mặc vũ nhìn như vui sướng hoa chân múa tay một hồi nhưng liền có một đạo hôi quang từ lòng bàn tay bắn ra tiếp đó nghiêm sắc mặt nói trên thực tế giết ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu vừa nói xong phanh một tiếng, hôi quang bỗng nhiên nổ bể ra, hóa thành vô số quang tia màu xám, phát ra thanh âm xùy xùy. Tốc độ những quang tia màu xám này cực nhanh, số lượng lại rất nhiều, trải rộng rậm rạp chẳng chịt mấy trăm trượng trong không gian, trong nháy mắt xuyên thủng những thân ảnh màu trắng này, một cái cũng không bỏ sót. Người thân ảnh màu trắng bị quang tia màu xám xuyên thủng, thân hình lập tức dừng lại, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành sương mù phiêu tán đầy trời. Đám người Hàn Lập lộ vẻ kinh hãi, những quang tia xám này thật không ngờ lợi hại như vậy, trong nháy mắt lại tiêu diệt 10 cái thân ảnh màu trắng, mà bọn họ lâm vào khổ chiến mới làm được. Quang tia màu xám xuyên thủng những thân ảnh màu trắng này, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục phô thiên cái địa vọt tới phía công thâu cửu. Công thâu cửu thấy tình hình này, trên mặt không kinh hoàng chút nào, há miệng phun ra một đoàn bạch quang, quay tròn, biến thành một mặt cổ kính màu trắng. Mặt ngoài cổ kính đại phóng bạch quang, vô số phù văn bay ra, cuồn cuộn bất định, hóa thành một quang kén màu trắng dày đặc bảo vệ chặt chẽ thân thể của y trong đó. Mặc vũ thấy vậy, trong tay biến đổi pháp quyết. Những quang tia màu xám sáng người mãnh liệt, hội tụ lại một chỗ, trong dây lát hóa thành một mũi tên màu xám to cỡ miệng bát. Một cỗ khí tức âm lãnh mãnh liệt từ trên mũi tên ánh sáng tán phát ra, cỗ khí tức này khác với bất luận pháp tắc nào, nhưng cũng không kém cỏi so với bất luận pháp tắc nào. Trung quanh mũi tên ánh sáng hiện ra từng đạo hôi quang dạng đinh ốc, cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng kêu ô ô đáng sợ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần chương 508, cơ hội tốt. Dịch giả, phẩy biên, độc hành quang kén vừa mới thành hình, quang tiễn màu xám cũng đã điện xạ tới, hung hăng đánh lên quang kén màu trắng. Giặc giặc, bạch sắc quang kén vỡ vụn giống như vỏ trứng vậy, lộ ra thân ảnh công thâu cửu ở bên trong, thân thể rõ ràng đã bị quang tiễn màu xám đâm thủng. Ngực công thâu cửu bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn, trong chốc lát sắc mặt gã biến thành màu xám trắng, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thân hình rơi thẳng từ trên không xuống, một gã thái ất ngọc tiên, vậy mà chỉ sống dưới tay hôi tiên mặc vũ vẻn vẹn được một cái hô hấp. Thấy thế, trong lòng hàn lập cả kinh, nhưng trong lòng cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện một màn quỷ dị, thi thể công thâu cửu đang rơi xuống chợt tan rã, hóa thành một đoàn sương mù màu trắng, phiêu tán ra. Ngay sau đó, hư không sau lưng mặc vũ lóe lên, một bóng người hiện ra, đúng là công thâu cửu. Y vừa mới hiện thân, không nói hai lời há miệng phun một cái, một đoàn quang ma ngũ sắc chói mắt bắn ra bên trong hào quang là một viên tinh thạch bán trong suốt hình dáng kỳ dị phía trên quấn quanh từng đạo ngũ sắc hồ quang điện chói mắt rung động xì xì tản mắt ra một cỗ khí tức lôi điện thiên phạt cực kỳ đáng sợ thiên phạt lôi thạch sắc mặt mặc vũ biến đổi lập tức quay mình tránh sang bên cạnh đồng thời quanh thân vù vù một cái một ngọn lửa màu xám hiện ra hình thành một tầng bảo hộ bằng lửa màu xám cho mặc dù mặc vũ rất nhanh nhưng tốc độ của ngũ sắc tinh thạch còn nhanh hơn mơ hồ một cái liền đuổi theo. Ầm ầm, tinh thạch đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn ngũ sắc điện quang chói mắt vô cùng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể Mặc Vũ. Một cỗ khí tức lôi bạo vô cùng bạo ngược từ ngũ sắc điện quang tán phát ra, mãnh liệt gấp 10 lần đan kiếp lúc trước. Hư không chung quanh ngũ sắc lôi quang điên cuồng vặn vẹo, thậm chí hiện ra từng đường vân màu đen, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Từng tia chớp ngũ sắc bắn tung tóe ra xung quanh, những nơi nó đi qua, hư không run rẩy, đám người hàn lập thấy tình thế không ổn vội vàng bay ngược ra tránh né thối lui đến khoảng không ở bên ngoài đại điện bên trong ngũ sắc quang mang trói mắt thân hình mặc vũ giống như biến mất hoàn toàn một chút dấu vết cũng không còn thấy tình hình này trên mặt công thâu cửu hiện lên nét cười đám người hàn lập thấy thế thần sắc khẽ biến nếu mặc vũ thật sự bị thua lúc đó tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không ổn ngũ sắc điện quang lóa mắt lập lòe vài cái nhanh chóng phiêu tán nét tươi cười của công thâu cửu chợt cứng đờ sau khi ngũ sắc lôi quang biến mất, hiện ra một quang đoàn màu xám, cao cỡ một người, phía trên quấn quanh từng đạo hôi khí nồng đậm, gần như thành màu đen. Quang đoàn màu sáng hơi quay cuồng một chút, phiêu tán ra hai bên, lộ ra thân ảnh Mặc Vũ, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng những bộ phận khác trên người đều hoàn hảo, thậm chí quần áo và trang sức cũng không bị hao tổn gì. Người là hôi tiên, làm sao có thể may mắn sống sót trong thiên phạt thần lôi được, cái này, điều đó không có khả năng. Công Thâu Cửu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mặc Vũ nói chuyện hơi cả lăm. Không thể tưởng được là trong tay ngươi có thiên phạt lôi thạch, đáng tiếc còn kém một chút, còn giết không được ta. Mặc vũ lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra. Bỗng nhiên công thâu cửu quay người, hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ, phóng về phía cửa đại điện. Ái già, chớ vội đi à, đánh tiếp một lát. Lão phu chính là người. Thủ tín. Mặc vũ quát to một tiếng, tay phải vung lên. Bang một tiếng, cánh tay trái của lão vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn hôi quang nồng đậm, lóe lên một cái hóa thành một sợi xiềng xích màu xám, bắn ra, lóe lên chui vào hư không. Sau một khắc, hư không quanh công thâu cửu lóe lên, xiềng xích màu xám hiện ra, trói thân thể y lại. Hôi quang trên thân mặc vũ đại phóng, khoách tán ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực màu xám, trong đó cuồn cuộn vô số bóng xám. Trong miệng lão nói lẩm bẩm, bóng xám bên trong linh vực tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu rồng màu xám thật lớn. Trên đầu rồng này được phủ kín phù văn màu đen, Lan ra một cỗ khí tức âm hàn đáng sợ, càng ngày càng mạnh lúc đầu rồng hiện ra, trong nháy mắt đám người Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương tủy của bọn họ dường như bị từng cỗ khí tức âm hàn đông cứng lại, hào quang hộ thể quanh người cũng không thể chống lại cỗ khí tức âm hàn này, bọn hắn vội vàng lùi ra xa chút nữa. Công Thâu Cửu nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra một tầng bạch quang chói mắt, bạch sắc hỏa diễm lập tức cháy hừng hực bao quanh người y mỗi đoàn bạch sắc hỏa hiểm đều tản mắt ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ra sức thiêu đốt xiềng xích màu xám, đồng thời chính y cũng ra sức dãy ruộng. Xiềng xích màu xám lập tức rung động chi, chi, nhanh chóng biến hóa, nhìn thấy bị lỏng ra một chút. Bất quá giờ phút này, Mặc Vũ đã hoàn thành thi pháp. Đầu rồng màu xám đã ngưng tụ thành, lớn chừng cái cung điện, vảy xám che kín thân, hàn quan lóng lánh, hai mắt to lớn nhìn về phía công thân cửu, trong hai hốc mắt bập bùng hai ngọn lửa màu xám. Giống một tiếng gào thét cực lớn phát ra từ đầu rồng màu xám, miệng rồng há lớn, một cột sáng màu xám bắn ra, đánh lên thân công thâu cửu. Hôi quang phát ra vô cùng chói mắt, giống như mặt trời màu xám bạo liệt ra vậy, làm cho tất cả mọi người không thể mở mắt, một hồi lâu hôi quang chói mắt mới ảm đạm đi. Hàn lập nhìn qua, lập tức sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy lúc này công thâu cửu bị đánh bay đập lên vách tòa phế điện, thân thể y gần như bị khảm lên vách đá, quần áo toàn thân rách nát, tóc tai bù xù, rõ ràng đã bị trọng thương cứ như thế này, chật chật, thật sự là không ra đánh đấm. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Mặc vũ lẩm bẩm trong miệng, tay bấm niệm pháp quyết, hôi quang trói mắt lại xuất hiện trong miệng đầu rồng màu xám, một cỗ khí tức hung bạo khổng lồ lại lan ra lần nữa. Công thâu cửu hoảng hốt, trên người lóe lên bạch quang, từ vách tường bắn ra, bất chấp thương thế trên người, vung tay bấm niệm pháp quyết. Một lá cờ nhỏ màu trắng cùng một khối lệnh bài màu vàng bắn ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể y, biến ảo thành hai quang cháo một trắng một vàng, bao bọc thân thể y vào bên trong. Đúng lúc này, lông mày Mặc Vũ chợt nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể run rẩy. Hôi quang trên người lão chợt lóe lên, linh vực màu xám cũng chấn động kịch liệt theo. Ầm một tiếng trầm vang, đầu tiên đầu rồng màu xám tan vỡ ra, hóa thành mảng lớn hôi quang, sau đó toàn bộ linh vực cũng lóe lên biến mất. Công Thâu Cửu khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, bạch quang trên người đại phóng, phóng về phía xa xa đúng lúc này một vệt kim quang hiện lên một bóng người vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở phía trước ngăn cản công thâu cửu đúng là hàn lập hàn lập nhìn công thâu cửu nhách miệng cười cười kim quang trên người đại phóng chân ngôn bảo luân hiện ra cấp tốc xoay tròn mặt ngoài có mấy trăm đoàn kim quang đạo văn lưu chuyển liên tục từ phía trên bắn ra vô số gợn sóng màu vàng ngưng tụ thành một khu vực gợn sóng màu vàng rộng chừng trăm trượng bao phủ luôn công thân cửu vào trong bị gợn sóng màu vàng bao phủ Lập tức công thân cửu bị đình trệ trong đó, không thể động đậy. Hàn Lập Dương một tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một chuôi thanh sắc cự kiếm to khoảng 10 trượng, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng to lớn, lập tức tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, trong tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Trên thanh sắc cự kiếm lóe lên điện quang, cự kiếm nhoáng lên một cái xuất hiện ở trước người công thâu cửu, trùng trùng điệp điệp phách chạm xuống bị công thâu cửu biết được bí mật là thành viên luân hồi điện, còn có sự tình mặc vũ, nếu để cho y chạy thoát, chỉ sợ sau này hắn vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, sẽ bị thiên đình chóc nã bất kể ngày đêm. Lúc trước hắn từng suy đoán, trước thời gian pháp tắc là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, cho dù là thái ất ngọc tiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc trước, hắn lại không có cơ hội tiếp cận công thâu cửu, tuy nhiên lúc này trời đã ban cho hắn một cơ hội tốt. Nghịch tặc lớn mật, còn không ngừng tay. Lúc đại chiến vừa rồi, Tuyết Oanh tránh né ra phía xa, bây giờ nhìn thấy cảnh này, nàng phóng tới như điện, trong miệng hô lớn. Sự tình phát triển đến hiện tại, rõ ràng khác xa so với những gì nàng ta tưởng tượng lúc trước. Nhưng mà một gã kim tiên trung kỳ lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng tự nhiên không cho phép. Thân hình Tuyết Oanh chưa đến, tay đã vung lên, trong tay bắn ra một đạo bạch quang, là một kiện tiên khí màu trắng hình dạng dây thừng, hướng tới quấn quanh thanh sắc cự kiếm, định ngăn một kích này thay công thâu cửu nhưng mà dây thường tiên khí vừa tiến vào khu vực gợn sóng màu vàng, tốc độ lập tức giảm hàng nghìn lần, dường như đứng im trong khu vực này. Lúc trước Tuyết Oanh không được chứng kiến thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập, do vậy khẽ giật mình. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, khu vực gợn sóng màu vàng quanh người nhanh chóng lớn ra gấp gôi, bao phủ cả Tuyết Oanh vào bên trong. Bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thân hình Tuyết Oanh cũng bị đình trệ trong đó, vẻ mặt kinh ngạc cũng bị ngưng kết lại. Sau khi khốn trụ Tuyết Oanh, tay hàn lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái về thanh sắc cự kiếm hào quang quanh thanh sắc cự kiếm lần nữa đại thịnh hóa thành đạo kiếm quang như núi bổ lên thân công thâu cửu một tiếng nổ vang rung trời kiếm quang như núi bị vỡ vụn thanh sắc cự kiếm bật ra thân kiếm lắc lư rung động kịch liệt linh quang chung quanh hỗn loạn trong lòng hàn lập cả kinh tay bấm niệm pháp quyết thanh sắc cự kiếm quay tít một vòng lập tức ổn định lại hắn nhìn lại phía công thâu cửu sắc mặt hơi đổi chỉ thấy trên thân công thâu cửu một quang cầu màu trắng giống như vỏ trứng, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Quang cầu có màu ngà sữa, phía trên có một ít đường vân, hình dáng giống như phù văn, không ngừng chuyển động cuồn cuộn. Những phù văn này có chút cổ quái, khác rất nhiều kim truyện văn và ngân khoa văn, không biết là thần thông gì mà có thể ngăn được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, dù đã được rèn luyện trong vô sinh kiếm hải. Trong mắt Hàn Lập hơi híp lại, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa. Màu vàng lôi quang trên thanh sắc cự kiếm đại phóng lần nữa chém về phía công thâu cửu. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh quanh người hắn chớp lên liên tục, lại bay ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm giống như đúc. Hai thanh phi kiếm quay tít một vòng, kích thước cũng tăng vọt thành hai chuôi thanh sắc cự kiếm. Trên thân kiếm lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng làm cho người ta sợ hãi, mang theo xu thế khai thiên tích địa chém lên thân công thâu cửu. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ đồng thời vang lên. Lần nữa ba chuôi thanh sắc cự kiếm lại bị bật ra, ánh sáng bạch sắc chỉ hơi chấn động một chút, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống. Chương 509, công gấp. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông, vạn luân pháp châu. Chậc chậc, không thể tưởng được một giám sát tiên sứ nho nhỏ, mà trên thân cũng có không ít thứ tốt nha, thực không đành lòng phá hủy nó. Lúc này sắc mặt Mặc Vũ đã khôi phục một chút, hôi quang trên thân cũng không hề chấn động, bất quá lão không có ra tay, ngược lại cảm thấy thú vị đứng nhìn Hàn Lập và công thâu cửu, trong miệng nói ra nhàn nhạt, nhạt, Cách đó không xa, Giao Tam cũng nhìn về phía hai người Hàn Lập, ánh mắt chớp lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đám người Lạc Thanh Hải, hô ngôn đạo nhân chứng kiến Hàn Lập đột nhiên ra tay, thần sắc cũng khác nhau. Hàn Lập lừa mặc vũ và Giao Tam nơi xa, nhíu mày, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, tính thúc dục ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Vào thời khắc này, bên trong bạch sắc quang cầu, trên thân công thâu cửu chợt lóe lên bạch quang. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn từ trong phun ra, giống như một kinh đào cự đại oanh kích lên gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng nhoáng một cái kịch liệt, kim quang loạn tránh, lực lượng thời gian pháp tắc bên trong cũng hỗn loạn một hồi. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến. Theo thời gian đạo văn gia tăng, uy năng của chân ngôn bảo luân cũng tăng lên nhiều, tuy rằng bị giới hạn phạm vi, nhưng thực tế uy năng đã vượt xa linh vực thời gian của hắn, đối mặt với bất luận cường địch nào thì hầu như mọi việc đều thuận lợi đây là lần đầu tiên có người bị nhốt trong đó còn có thể di động thái ất ngọc tiên quả nhiên không thể khinh thường mặc dù hắn kinh sợ nhưng không loạn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tốc độ chân ngôn bảo luân quay nhanh hơn thời gian đạo văn phía trên đều nở rộ kim quang trói mắt mãnh liệt từng cỗ lực lượng thời gian pháp tắc từ trong phun ra dung nhập vào bên trong khu vực gợn sóng màu vàng gợn sóng màu vàng lập tức ổn định bắt đầu trở lại bình thường nhưng không chờ gợn sóng màu vàng triệt để ổn định bên trong bạch sắc quang cầu lại sáng ngời lên lại có một cỗ lực lượng pháp tắc khổng lồ tuôn ra mãnh liệt, trùng kích lên gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng lần nữa đung đưa, so với lần trước càng thêm kịch liệt. Hàn Lập thấy vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, muốn kiệt lực ổn định khu vực gợn sóng màu vàng, nhưng bên trong bạch sắc quang cầu phát ra pháp tắc trùng kích càng thêm kịch liệt, một đạo tiếp một đạo như núi thở biển gầm. Khu vực gợn sóng màu vàng lắc lư liên tục, càng lúc càng kịch liệt, lại mơ hồ có xu thế tán loạn, dù sao chỉ là kim tiên, vận dụng trí tôn pháp tắc xem ra vẫn chưa được a. À. Mặc Vũ thoáng nhíu mày thì thào một tiếng, chân bước một bước tới, tựa hồ muốn hành động. Mặc Vũ, chớ gắng gượng, để ta tới. Giao Tam trượt mở miệng nói, lập tức thân hình bắn ra. A, à, người đã muốn, vậy thì đi đi, để lão phu ở đây lược trận. Mặc Vũ nhìn bóng lưng Giao Tam, thản nhiên nói. Lúc này, Lạc Thanh Hải đứng ở sau cùng nơi xa đột nhiên phất một tay lên ánh sáng màu lam lóe lên tế ra một tấm bia đá màu lam cao hơn một người phía trên khắc đầy đường vân màu lam tản mắt ra một cỗ khí thức khó hiểu hai tay của gã đặt lên tấm bia đá màu lam mấy người bên cạnh cũng đồng dạng lập tức tay đặt lên tấm bia đá đó nam kha mộng vừa mới bị đánh bay đi chẳng biết đã về tới bên cạnh lạc thanh hải lúc nào sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy nhưng tay cũng đặt lên tấm bia đá màu lam tấm bia đá màu lam bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tinh quang màu lam trong đó có vô số phù văn nhảy lên, bao trùm mấy người lại, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bay về phía xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp động một cái liền biến mất phía chân trời xa. Gã Kim Tiên tóc trắng trúc long đạo thấy cảnh này, thần tình khẽ biến, lập tức há miệng phun ra, vô số đoàn huyết quang bắn ra, bao trùm thân thể của gã lại. Ô, ô, n, g một tiếng, gã Kim Tiên tóc trắng hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt cũng biến mất vô tung hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe thấy cảnh này trong lòng cũng bắt đầu sinh ra thoái ý bất quá bọn họ liếc nhìn hàn lập mặt lộ vẻ do dự hồ ngôn đạo hữu các ngươi cũng rời đi trước đi ta có chút ân tình với tên hôi tiên kia chắc có lẽ không việc gì các ngươi ở tại chỗ này chỉ sợ sẽ thêm nguy hiểm vào thời khắc này thanh âm hàn lập vang lên trong tai hai người hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe nghe vậy thân thể hơi chấn động liếc nhau từng người các ngươi làm gì vậy làm gì sợ ta mà chạy trốn như thế ta vốn là một người tốt a à? vào thời khắc này mặc vũ ở phía xa đang đi tới phía hai người trong miệng hét lên lão đúng là không nói lời nào hoàn hảo mới vừa mở miệng thì hôn ngôn đạo nhân cùng vân nghe không nói hai lời hóa thành hai đạo độn quang bắn đi trong nháy mắt biến mất phía xa ai thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mặc vũ lắc đầu thở dài cũng không có đuổi theo quay đầu nhìn lại phía hàn lập nhưng vào lúc này phụ cận hàn lập có bóng người nhoáng lên thân ảnh giao tam hiển hiện ra hai tay vung lên hai đạo hoàng mang từ trong tay nàng bắn ra, là hai cây kim dài màu vàng đất, tản mát ra thổ chi pháp tắc mãnh liệt, hóa thành hai đạo tàn ảnh hết sức nhỏ, bắn nhanh tới phía công thâu cửu như điện. Nhưng cây kim dài màu vàng đất vừa mới đi vào khu vực gợn sóng màu vàng, cũng lập tức đình trệ lại. Lệ đạo hữu, giao tam nhướng mày, nhìn về phía hàn lập, sắc mặt hàn lập lộ vẻ cười khổ. Thời điểm lúc trước hắn chưa tu thành thời gian pháp tắc, uy lực của khu vực gợn sóng màu vàng chân ngôn bảo luân, cũng không tính là quá cường đại, khi đó hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế, khiến cho người phe mình không bị trì trệ thời gian. Nhưng từ khi hắn tu luyện tới cảnh giới kim tiên, thời gian pháp tắc tiến nhanh, có thể khống chế thời gian linh vực tự nhiên, mà uy lực thần thông chân ngôn bảo luân cũng đại tăng, nhưng không hề bị hắn khống chế. Giao Tam thấy thần tình Hàn Lập, tựa hồ đã minh bạch hiệu quả khống chế thần thông của Hàn Lập, ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu như vậy, căn bản nàng không cách nào nhúng tay tương trợ Hàn Lập được. Hàn Lập thấy vậy, hít sâu một hơi, quanh người lóe lên kim quang, mở ra thời gian linh vực, hiệp trợ cũng cố khu vực gợn sóng màu vàng. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Gợn sóng màu vàng càng ngày càng mỏng manh, nhìn xu thế này, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu nữa. Kể từ đó, lực lượng chân ngôn bảo luân hạn chế tuyết oanh cũng theo đó đại giảm. Trên thân nàng này hiện ra một tầng hào quang trắng như tuyết, trong đó cũng tuôn ra từng cỗ lực lượng pháp tắc, hung hăng trùng kích gợn sóng màu vàng. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, nhướng mày, trong tay điểm một cái pháp quyết. Khu vực gợn sóng màu vàng hơi lóe lên, bỗng nhiên thu nhỏ lại phạm vi trăm trượng, lại đẩy Tuyết Oanh ra ngoài. Tuyết Oanh khôi phục tự do, vừa mừng vừa lo, sợ hãi liếc nhìn Hàn Lập cùng Giao Tam, không hề bận tâm công thâu cửu nữa, trên thân đại phóng bạch quang, lập tức điện xạ về phía xa. Muốn đi? Sắc mặt Giao Tam lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết một cái. Hai cây kim dài màu vàng đất cũng khôi phục tự do, hóa thành hai đạo hoàng mang bắn về phía tuyết oanh như điện xạ. Tốc độ hai cây kim dài màu vàng đất cực nhanh, tuyết oanh lại bị linh vực thời gian của Hàn Lập hạn chế tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng này. Hai cây kim dài đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng từ trong bắn ra, hình thành hai tấm lưới lớn màu vàng, bao lại thân thể tuyết oanh. Hai tấm lưới lớn cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mắt ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, bao lại thân thể tuyết oanh, sau đó lập tức quấn quanh trong nháy mắt hóa thành một viên cầu màu vàng. Sắc mặt Giao Tam lộ vẻ hài lòng, lập tức liếc nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt lóe lên dị sắc. Nếu so thực lực chân chính, Tuyết Oanh tuy rằng kém nàng, nhưng chênh lệch không nhiều. Vậy mà lúc này ở bên trong linh vực, lại bị nàng một chiêu bắt lấy. Bất quá vào thời khắc này, viên cầu màu vàng phồng lên mãnh liệt, phồng lớn lên gấp 2 3 lần. Phía trên lưới lớn cũng bị kéo căng ra, lộ ra rất nhiều khe hở nhỏ. Từng đạo bạch quang trói mắt từ trong khe hở này xuyên suốt ra, bay về bốn phương tám hướng. Sau khi những bạch quang này bắn ra, lập tức hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành thân ảnh tuyết oanh. Chỉ là bây giờ sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không dám lưu lại chút nào, trên thân đại phóng bạch quang lần nữa, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng phi độn về phía xa, tốc độ nhanh hơn so với trước, mắt thấy liền muốn bay ra khỏi thời gian linh vực của Hàn Lập. Sắc mặt giao tam trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Quanh người nàng tỏa sáng hào quang đỏ sậm, sau đó mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực đỏ sậm, lan tỏa ra hai ba mươi dặm, bao phủ cầu vòng màu trắng vào bên trong. Vô số hào quang đỏ sậm cuồn cuộn bên trong linh vực, giống như vô số tơ nhện, quấn quanh cầu vòng màu trắng do tuyết oanh biến thành. Cấp độ cầu vòng màu trắng lập tức đại giảm, hơn nữa hào quang nhanh chóng tiêu tán ra. Bên trong cầu vòng, sắc mặt tuyết oanh khó coi dị thường. Bất quá vào thời khắc này, dị biến phát sinh lần nữa. Linh vực đỏ sậm của Giao Tam cùng linh vực màu vàng của Hàn Lập, giao nhau chồng lên nhau, linh vực hai người đột nhiên tỏa sáng hào quang, dường như sinh ra đồng cảm, sáng ngời gấp mấy lần. Linh vực hai người rung động ông ông mãnh liệt, giống như thiên nữ sướng phạn, trong hư không hiện ra nhiều đóa kim hoa, bay là tả xuống. Không chỉ linh vực, khu vực gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập cũng đại phóng kim quang, sáng ngời gấp mấy lần, lập tức ổn định lại, lần nữa một mực giam cầm công thâu cửu bên trong. Quanh người thuyết oanh, thời gian linh vực cùng linh vực đỏ sậm đột nhiên tỏa sáng hào quang gấp mấy lần, cũng một mực giam cầm thân ảnh nàng không thể động đậy hàn lập cùng giao tam đều lộ ra vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau cái này là mặc vũ ở xa chứng kiến tình huống này trên mặt cũng hiện lên một tia khác biệt tuy trong lòng hàn lập và giao tam tràn đầy nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì nhưng hai người đều là người cơ mẫn lập tức vứt bỏ nghi hoặc qua một bên trước giải quyết đại địch trước mắt đã giao tam bấm nhiệm pháp quyết một cái viên cầu màu vàng vỡ vụn ra một lần nữa hóa thành hai cây kim dài màu vàng cao vài trượng trên hai cây kim dài nở rộ hoàng mang ngút trời, mơ hồ một cái biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện bên. Cạnh tuyết oanh, vòng quanh thân thể nàng này xoắn một cái. Hai đạo kiếm mang màu vàng hiện lên, phốc suy một tiếng, thân thể tuyết oanh bị chém thành vô số đoạn, máu tươi bay lả tả chung quanh. Hàn lập không để ý đến tình huống giao tam bên kia, ánh mắt nhìn chầm chầm vào công thâu cửu. Bị linh vực đỏ sậm của giao tam bao phủ lại, quanh người công thâu cửu cũng hiện ra từng đạo hào quang đỏ sậm, màu sắc bạch sắc quang cầu cũng mờ đi không ít trong mắt hàn lập hiện lên tia vui vẻ trong miệng khẽ quát một tiếng quanh người bỗng nhiên nở rộ hào quang tử kim trói mắt cùng lúc đó vô số đoàn thải quang màu sắc khác nhau từ trong cơ thể hắn tuôn ra đón gió biến lớn lên phân biệt hóa thành các loại hư ảnh chân linh bất đồng như chân long thiên phượng cự viên lôi bằng những hư ảnh này xoay quanh thân thể của hắn rồi dung nhập trong đó trong cơ thể hàn lập vang lên một hồi thanh âm như pháo nhanh chóng biến lớn lên, bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến màu tím, trong nháy mắt hóa thành một cự nhân tử kim lớn trăm trượng. Ở hai vai hắn, dưới xương sườn có cơ bắp nhúc nhích, hào quang tử kim lóe lên, phân biệt mọc ra hai đầu người giữ tận cùng bốn cánh tay màu tím vừa thô vừa to. Tình thế bắt buộc, Thình Linh Hàn Lập thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, biến thân niết bàn thánh thể. Chương 510, Trảm thái ất. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông tử kim cự nhân ba đầu sau tay đứng như đỉnh thiên toàn thân minh khắc từng đạo linh văn hai màu vàng bạc, trên bụng hiện ra 36 đoàn đồ án tinh thần, tản mắt ra trận trận tinh quang trói mắt, hòa lẫn với hào quang tử kim trên người, uy thế khác biệt rất lớn so với biến thân niết bàn trước kia. Hai mắt Hàn Lập chớp động lam mang, trong miệng quát khẽ một tiếng. Ầm, um, một cỗ khí tức to lớn vô cùng từ trên thân tử kim bộc phát ra, dẫn tới hư không phụ cận run rẩy kịch liệt, nổi lên từng vòng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Giao Tam chứng kiến biến thân niết bàn thánh thể của Hàn Lập, thần sắc cứng lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. "Ồ, oh, lúc này còn biến thân, còn có khí tức này." Thần sắc Mặc Vũ kinh ngạc, trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Sáu cánh tay cự nhân tử kim phất vào trong hư không một cái. Ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, rơi vào trong lòng ba bàn tay của hắn. Hắn há miệng phun một cái, ba sợi tơ màu vàng bắn ra, lóe lên chui vào trong ba thanh cự kiếm ba chuôi thanh sắc cự kiếm tản mát ra kiếm quang màu xanh đột nhiên sáng gấp mấy lần bên trong ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên hồ quang điện màu vàng hóa thành một miếng phù văn lôi điện màu vàng vờn quanh chu vi thân kiếm uỳnh 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 một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên ba thanh cự kiếm tán phát ra làm hư không phụ cận rung động lắc lư nổ vang lần nữa còn ba cánh tay khác của cự nhân tử kim một tay lóe lên hắc quang nhiều ra một viên luân màu đen đúng là trọng thủy chân luân nở rộ từng đạo thủy quang màu đen trên trọng thủy chân luân lượn lờ hắc quang, tản mắt ra từng cỗ chấn động khí tức vô cùng trầm trọng. Hai cánh tay còn lại bên trong hào quang tử kim hội tụ, lóe lên hóa thành một chuôi tử kim cự phủ và một thanh tử kim cự chùy. Hai kiện trọng binh mặc dù do linh lực biến ảo thành, nhưng cũng tản mắt ra một cỗ khí tức trầm trọng. Tử kim cự nhân bước tới một bước, thân thể chợt mơ hồ một cái, biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc lăng không xuất hiện trước bạch sắc quang cầu, sáu cánh tay đột nhiên đánh xuống, Bà chuôi thanh trúc phong vân kiếm, trọng thủy chân luân, còn có hai kiện trọng binh tử kim hung hăng đánh lên bạch sắc quang cầu. Ầm một tiếng nổ vang rung trời, bạch sắc quang cầu run rẩy kịch liệt, ngay vị trí bị đánh trúng lõm xuống, quang mang sáng bóng chợt hiện. Nhưng phòng ngự của quang cầu này cứng cỏi đến đáng sợ, dù vậy cũng không bị nghiền nát, ngược lại làm thanh trúc phong vân kiếm bắn ngược lại. Bất quá sau khi ngăn cản một kích này, bạch sắc quang cầu cũng mờ đi một chút. Bên trong sáu con mắt tử kim cự nhân hiện lên vẻ vui mừng trong miệng hét lớn lên tiếng, sáu cánh tay mơ hồ một cái, bỗng nhiên huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, tiếng thét mãnh liệt, lúc nha lúc nhúc kiếm ảnh màu xanh, bóng chân luân màu đen, còn có ảnh phủ màu tím, bóng chủy hiện ra, như gió táp mưa xa cuồng kích xuống bạch sắc quang cầu. Tiếng nổ lớn u u vang lên, giống như vô số sấm sét nổ vang cùng lúc, một cỗ uy áp làm người run sợ bộc phát ra, hư không phụ cận điên cuồng vạn vẹo. Hai người mặc vũ, giao tam thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng đạo công kích đáng sợ rơi nghiêng xuống, che mất bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu điên cuồng run rẩy, giống như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng ở trong sóng dữ động trời, đung đưa trái phải, tản ra hào quang ngày càng ảm đạm, rất nhanh trở nên chỉ còn một lớp mỏng manh. Trong miệng tử kim cự nhân phát ra một tiếng hét dài, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, trên người nở rộ hào quang màu tím chói mắt, sáu cánh tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, sáu vũ khí trong tay tản ra hào quang càng thêm mãnh liệt, lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hung hăng đánh lên trên bạch sắc quang cầu. Giặc giặc một tiếng, rốt cuộc bạch sắc quang cầu vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang phiêu tán. Thân thể công thâu cửu hiện ra, tóc tai bù xù, ngũ quan chảy đầy máu tươi, tựa hồ do chấn động vừa rồi gây ra, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trước ngực y treo một viên châu màu trắng, giờ phút này lạch cạch một tiếng, vỡ vụn ra. Sáu thanh vũ khí hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hạ xuống, đánh lên người công thâu cửu phốc suy một tiếng xé vải nghe khó chịu vang lên thân thể công thâu cửu chia năm xẻ bảy hầu như hóa thành một bãi thịt nát tử kim cự nhân thấy cảnh này ánh mắt buông lỏng bất quá đúng lúc này một đoàn bạch quang từ bên trong đám thịt nát bắn ra là một nguyên anh toàn thân trong suốt như ngọc quanh người quấn quanh từng sợi hỏa diễm bạch sắc ong ánh có chừng hai ba mươi sợi hình thành một hoa sen bao bọc bạch sắc nguyên anh vào trong mỗi một sợi bạch diễm ong ánh đều có một đạo sợi tơ bên trong thình lình đúng là sợi tơ pháp tắc bạch sắc hỏa diễm nhảy lên, sợi tơ thình lình chậm rãi thu nhỏ lại, tựa hồ đang bị thiêu đốt. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại vô cùng, từ bên trong bạch sắc hỏa diễm tán phát ra, lập tức bức lui gợn sóng màu vàng chung quanh ra. Sau đó, thân hình bạch sắc nguyên anh thoát một cái, chui vào trong hư không, biến mất không còn tâm tích. Trong mắt Tử Kim cự nhân lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoàng, hai đầu lông mày lóe lên ô quang, một con mắt màu đen nằm dọc hiện ra, đúng là phá diệt pháp mục, pháp mục quay tít một vòng, chớp động lên hắc mang lành lạnh, nhìn khắp chung quanh. Cùng lúc đó chỗ mi tâm tử kim cự nhân chớp động tinh quang, một sợi xiềng xích óng ánh bắn ra, đúng là thần niệm chi liên, cũng lóe lên chui vào trong hư không. Thoạt nhìn thần niệm chi liên rất khác so với trước, to lớn gấp hai lần, chung quanh xiềng xích hiện ra từng đạo phù văn giống như nòng nọc, mơ hồ tản mắt ra một cỗ khí thức pháp tắc. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang trầm muộn, hư không hơn nghìn trượng bên ngoài chấn động một cái, tiếp theo lóe lên linh quang sợi xiềng xích óng ánh từ trong bắn ra trên xiềng xích chói đang trói buộc một bạch sắc nguyên anh khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh căng thẳng hai cái tay nhỏ ra sức vung vẩy dẫn tới bạch sắc hỏa diễm chung quanh cuồn cuộn hung hăng thiêu đốt sợi xiềng xích óng ánh nhưng xiềng xích thủy chung vẫn bất động còn muốn chạy tử kim cự nhân cười lạnh một tiếng một tay phất lên một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra mặt ngoài đại phóng hào quang hai màu thanh kim lóe lên thình lình hóa thành một đạo tơ mỏng hai màu thanh kim từng cỗ khí tức sắc nhọn vô cùng từ bên trong tơ mỏng thanh kim tản mát ra, làm hư không phụ cận cũng run rẩy theo. Tơ mỏng như điện phóng ra, lóe lên liền xuất hiện trước người Bạch Sắc Nguyên Anh, mãnh liệt đâm vào mi tâm Nguyên Anh, có chút chật vật rồi xuyên thủng qua. Mi tâm Bạch Sắc Nguyên Anh bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, bạch sắc hỏa diễm quanh người lập tức tiêu tán ra, ý thức thần hồn đều mất đi, hóa thành một tinh thể Nguyên Anh thuần túy tử kim cự nhân thấy thế, ánh mắt có chút buông lỏng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình khổng. Lồ lưu chuyển hào quang tử kim nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành thân hình hàn lập. Sắc mặt hắn trắng bệch, một tay bấm niệm pháp quyết vung lên, thời gian linh vực cùng khu vực gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân hơi chấn động, biến mất không còn tâm tích. Bất kể là thi triển linh vực, chân ngôn bảo luân, hay là biến thân nhất bản thánh thể, quả thật tiêu hao tiên linh lực rất lớn. Chiến đấu đến bây giờ, tiên linh lực trong cơ thể hắn đã triệt để tới đáy, hàn lập giơ tay khẽ phất đạo tơ kiếm thanh kim kia bọc lấy một vật bay về chui vào trong cơ thể của hắn mặt khác hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm cùng trọng thủy chân luân cũng được thu vào hắn lập lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào ánh sáng màu xanh trên người chớp động liên tục sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút hàn lập thu hồi thời gian linh vực linh vực đỏ sậm của giao tam cũng chấn động một cái lập tức khôi phục nguyên dạng ánh mắt nàng chớp lên nhìn chằm chằm hàn lập cũng thu hồi linh vực hàn lập vừa khôi phục một chút lập tức phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, thu vòng tay chữ vật từ trên tàn thể công thâu cửu, hai kiện tiên khí, còn có bạch sắc nguyên anh kia vào. Không tệ, không tệ. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi chỉ là một gã kim tiên, lại có thể một mạch chém giết một tu sĩ thái ất cảnh. Chiến tích này nếu tuyên dương ra ngoài, chật chật, sợ là khiến cho toàn bộ tiên giới chấn kinh rồi. Chí tôn pháp tắc quả nhiên danh bất hư truyền. Hôi quang lóe lên, mặc vũ kia bay tới, mỉm cười nói, Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Vừa mới rồi nếu không phải linh vực của mình, cùng linh vực những người khác sinh ra đồng cảm, dẫn đến uy năng tăng nhiều, hắn chắc chắn không giết được công thâu cửu. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lúc trước ở trong đại điện, hai gã hắc bạch kim tiên phục lăng tông, thi triển âm dương pháp tắc đột phá bức tường lửa, rất tương tự với linh vực đồng cảm vừa rồi. Hàn lập khẽ lắc đầu, không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía mặc vũ trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là người phương nào, hiện tại ta nên gọi ngươi là vô sinh đạo nhân hay là hôi tiên mặc vũ lão phu chính là hôi tiên mặc vũ không phải là vô sinh đạo nhân mặc vũ mỉm cười nói ra lúc trước ngươi nói với ta sự tình vô sinh đạo nhân tới minh hàn tiên quân có bao nhiêu là thật hàn lập nghe vậy trong lòng hơi động tựa hồ cũng không quá kinh ngạc lại hỏi lúc trước trong nội cung nguyệt hoa lão phu vì để ngươi dẫn ta ra ngoài cho nên mới che giấu thân phận về phần những việc ta nói với ngươi tất cả đều là thật không thể giả được vô sinh đạo nhân chính là Minh Hàn Tiên Quân, hơn nữa giờ phút này nàng cũng đã đi tới nơi đây. Mặc Vũ nói xong, quay đầu nhìn về một chỗ. Hàn Lập cùng Giao Tam nghe vậy, đều giật mình khẽ, thuận theo ánh mắt Mặc Vũ nhìn sang. Vô sinh, người đã đến, vì cái gì không hiện thân đi ra? Mặc Vũ ôn nhu nói, chỉ thấy chỗ hư không kia lóe lên thân ảnh, một bóng người hiện ra, thình lình đúng là Lục Vũ Tình. Bất quá khí tức của nàng đại biến so với lúc trước, toàn thân tản mát ra khí tức lạnh lùng như tuyết, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng ngạo nghễ. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Vô sinh, từ biệt nhiều năm, chúng ta rốt cuộc gặp lại rồi. Mặc vũ dùng ánh mắt như nước nhìn chăm chú lục vũ tình, chậm rãi nói ra. Trong lúc nói chuyện, mặc vũ đi tới, cầm. Hai tay lục vũ tình. Ngươi làm gì đó, có người ngoài ở đây. Trên mặt lục vũ tình cũng không cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng, hiện ra hai màu đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói ra, năm đó ta nghĩ sai làm hỏng hết hại chúng ta tách ra nhiều năm như vậy suýt nữa vĩnh biệt chia lìa lần này nói thế nào ta cũng sẽ không buông tay ra mặc vũ nhẹ nói ngữ khí kiên định vô cùng lục vũ tình lúc lắc người nhẹ một cái nhưng tựa hồ không thể thoát ra cũng không có cử động nữa để mặc mặc vũ nắm hàn lập cùng giao tam thấy cảnh này cảm giác hơi lúng túng mỗi người rời ánh mắt đi lúc này trong đầu hàn lập hiện lên bóng hình xinh đẹp nam cung uyển ánh mắt lộ ra vẻ thẫn thờ trong lòng thầm thở dài